Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 138. Giờ phút này trận cháp trên tường thành đã được khởi động, một lồng bảo hộ mang theo luồng năng lượng mạnh mẽ bao phủ cả đế thành. Vì sức mạnh của Diệp Quân và Phản Chiêu Đế thật sự quá mạnh, nếu không khởi động trận pháp này, sức mạnh của hai người họ đã đánh nát đế thành từ lâu, sức mạnh của hai người giờ đã mạnh đến bất thường. Bên trong tiểu tháp, hiện tại Tổ Đạo cũng đang chú ý đến trận chiến này, y còn nóng lòng hơn bất kỳ ai. Nếu Diệp Quân thất bại, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng tình hình cuộc chiến hiện tại, đúng là Phản Chiêu Đế có chút nghịch thiên, hơn nữa, y nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra Phản Chiêu Đế vẫn chưa đến cực hạn. Nhìn cuộc chiến bên ngoài, vẻ mặt Tổ Đạo càng u ám hơn, lúc này y đang nghĩ xem có nên cướp lấy tiểu tháp rồi chuồn lúc thấy tình thế không ổn hay không. Bên ngoài, cuộc chiến càng ngày càng ác liệt. Thật ra thì huyết mạch phong ma của Diệp Quân và sức mạnh ác đạo đó đánh nhau rất khốc liệt, giây phút này hai luồng sức mạnh đã đánh nhau ra tia lửa, sức mạnh ác đạo vô. Tận điên cuồng đập vào dòng huyết mạch phong ma liên miên không ngớt, mỗi lần va chạm đều sẽ khiến cho vũ trụ tinh hà rung lên kịch liệt, hai luồng sức mạnh mạnh mẽ này khuếch tán ra ngoài phá tan tất cả. Bình thường, các cường giả chân thánh sẽ không đến tham dự những trận chiến như thế này, chỉ cần đến gần một chút sẽ về với cát bụi ngay. Trên tường thành của đế tộc, hiện tại đã có rất nhiều cường giả đế tộc đã tỏ ra sợ hãi, xét theo tình hình hiện tại của trận chiến, bọn họ ra khỏi thành là chết ngay. Trận chiến kịch liệt nhất chính là trận chiến giữa Diệp Quân và Phản Chiêu Đế, đại đạo của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, một người là trật tự đại đạo, một người là ác đại đạo, hai luồng đại đạo điên cuồng nhất trong tự nhiên va vào nhau, năng lượng sinh ra khi hai luồng đại đạo ấy va vào nhau đã đủ để đánh tan toàn bộ đế vực. Nếu không phải vì đại đế năm đó đã để lại trận pháp bảo vệ trên đế thành thì e rằng đế thành cũng đã hóa thành cho bụi từ lâu. Sâu trong đế thành, vô số luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng xuất hiện. Những khí tức này đã khóa thần thức lại với Diệp Quân, chỉ cần Diệp Quân trốn đi, bọn chúng sẽ lập tức ra tay, nếu không thể đánh bại Phản Chiêu Đế họ cũng sẽ ra tay. Chuyện bên trong gia tộc đại đế, không phải là chuyện người bình thường có thể nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang lớn vang lên từ phía xa, ngay sau đó, huyết mang và kiếm quang chợt xông ra, dưới ánh nhìn của mọi người, luồng kiếm quang lùi về sau gần vạn trượng. Diệp Quân dừng lại, vào lúc này, kiếm ý chỗ hẳn đứng bị sức mạnh ác đạo liên tục chèn ép thành một cái vòng nhỏ. Bắt đầu trấn áp đại đạo. Phản Chiêu Đế đứng ở phía xa, lúc này đây bộ huyết bào cô ta đang mặc càng diêm dúa hơn, đôi mắt còn lóe lên ngọn lửa rực máu hừng hực, khí tức cường đại lan ra khắp nơi. Không chỉ có hai loại kiếm ý của Diệp Quân không thể chịu được, mà ngay cả màn sáng bảo vệ mà trước kia đại đế dựng cũng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hai loại kiếm ý đã bị sức mạnh ác đạo áp chế lùi lại quanh người hắn. Khi trấn áp đại đạo này xuất hiện thêm lần nữa, cảm giác bất lực chợt hiện lên trong đầu hắn. Hơn nữa, sức mạnh ác đạo trên người Phản Chiêu Đế vẫn không ngừng tăng lên điên cuồng, giống như không có giới hạn vậy. Vào lúc này, trật tự kiếm ý và kiếm ý vô địch của hắn đều đã bị trấn áp. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, đang định ra tay thêm một lần nữa thì lúc này, một giọng nói vang lên ngay trong đầu hắn, chúng ta sẵn sàng tuân theo trật tự kiếm chủ. Đó là âm thanh của giáo chủ. Eo thanh này vang lên rồi, ngay sau đó, rất nhiều luồng âm thanh khác cũng ổ ạt vang lên. Là âm thanh của toàn bộ sinh linh ở nền văn minh Bỉ Ngạn. Dưới sự tuyên truyền của giáo chủ, những chuyện đang xảy ra ở chiến trường Bỉ Ngạn nhanh chóng lan truyền khắp nơi ở nền văn minh Bỉ Ngạn, khi biết Thánh tử Diệp Quân đang chiến đấu vì nền văn minh Bỉ Ngạn, tất cả sinh linh ở nền văn minh Bỉ Ngạn đều lựa chọn tín ngưỡng Diệp Quân không hề do dự. Bọn họ không hề nghĩ nhiều đến việc tín ngưỡng vào Diệp Quân, bởi vì trong lòng bọn họ, Diệp Quân chính là Thánh tử của nền văn minh Bỉ Ngạn, là vị cứu tinh của nền văn minh Bỉ Ngạn. Tín ngưỡng hắn là lẽ dĩ nhiên. Cùng với toàn bộ sự tín ngưỡng của chúng sanh ở nền văn minh Bỉ Ngạn, trật tự kiếm ý của Diệp Quân chợt biến đổi long trời lở đất, từng luồng sức mạnh tín ngưỡng biến thành trật tự kiếm ý bay lên cao, lập tức đẩy lùi luồng sức mạnh ác đạo xung quanh hắn. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến mọi người trong sân đều hoảng sợ. Đạo trật tự, khí tức kiếm ý của Diệp Quân ngày càng mạnh hơn, càn quét thế giới như dòng nước lũ, vào lúc này, thậm chí sức mạnh ác đạo của Phản Chiêu Đế cũng bị đẩy lùi. Phản Chiêu Đế nhìn chăm chăm Diệp Quân, ánh mắt bình tĩnh, không nhân cơ hội ra tay.
Vào giờ phút này, kiếm đạo trật tự của Diệp Quân đã xảy ra những biến hóa kinh thiên động địa, tình thế cũng đảo. Ngược trong phút chốc, chúng sinh đều tín ngưỡng. Trong tay Diệp Quân, kiếm thanh huyên không ngừng lắc lư, từng dòng kiếm ý trật tự không ngừng tuôn ra, tràn ngập khắp đất trời. Diệp Quân cảm nhận được kiếm thanh huyên trong tay ẩn chứa kiếm ý trật tự đáng sợ, hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Phạn Chiêu Đế. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên biến thành một mảnh kiếm quang cao ngất phóng thẳng lên trời, ngay sau đó hung hăng chém mạnh xuống, nhát kiếm này chém xuống, vậy mà đã xé toạc vô số sức mạnh ác đạo. Lúc này, Phạn Chiêu Đế đột nhiên chỉ tay, cái chỉ tay này chỉ trúng vào trên mũi kiếm của kiếm thanh huyên của Diệp Quân. Bùm! Muôn vàn huyết mang vỡ tan, Phạn Chiêu Đế bị thanh kiếm này chém liên tục lùi lại, mà trong quá trình cô ta lùi lại, sức mạnh ác đạo quanh cô ta đã bị kiếm của Diệp Quân đánh tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người đế lăng trên tường thành nhất thời tối sầm lại. Phạn Chiêu Đế nhanh chóng dừng lại, cô ta nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay lại, sức mạnh ác đạo vốn đã bị đánh tan nhanh chóng ngưng tụ lại lần nữa. Đại đạo ngưng tụt. Lúc này, Diệp Quân lại hóa thành một đạo kiếm quanh hung hăng chém mạnh về phía Phạn Chiêu Đế, khoảnh khắc kiếm giáng xuống, âm thanh kiếm bay lên trời vang vọng khắp toàn bộ đế vực, khu vực thời không mà Phạn Chiêu Đế nói đó. Vô số sức mạnh ác đạo bị ép lõm vào. Đối mặt với kiếm của Diệp Quân, Phạn Chiêu Đế không những không lùi bước mà còn tiến lên, hóa thành một đạo huyết mang lao về phía hắn. Kiếm ý trật tự va chạm với sức mạnh ác đạo của Phạn Chiêu Đế, giống như kỳ binh giao chiến, hai đại đạo đáng sợ đang hướng về nhau. Trước khi va chạm, mọi thứ trong trời đất đều đã bị xé nát, ngay cả đại trận đại đế bảo vệ ở phía xa xa cũng bị vỡ vụn, dọa cho đám cường giả đế tộc vội vàng tu sửa. Bùm! Hai người vừa va chạm, giữa trời đất đột nhiên nổ ra một làn sóng chấn động đáng sợ, làn sóng xung kích này trong nháy mắt hủy diệt tất cả, đế vực cũng suýt chút nữa bị phá hủy, sau khi vô số cường giả đế tộc liên thủ lại, vẫn có thể chống đỡ được làn sóng xung kích đại đạo đáng sợ này. Tất cả cường giả đế tộc sợ hãi nhìn về phía xa, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Ở phía xa, Diệp Quân và Phạn Chiêu Đế cũng dừng lại. Diệp Quân đứng cầm trường kiếm trong tay, quanh người tản ra vô số kiếm ý trật tự, sau khi được chúng sinh nền văn minh bỉ ngạn tín ngưỡng, lúc này hẳn đã chỉ cảm thấy kiếm ý của mình có uy lực vô hạn. Ở phía xa, Phạn Chiêu Đế lặng lẽ đứng nhìn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, kiếm ý của Diệp Quân mặc dù đã trải qua biến hóa kinh thiên động địa, nhưng vẫn không thể đè bẹp được cô ta. Diệp Quân đột nhiên cười lớn, ha đang chuẩn bị ra tay, đúng vào lúc này. Một bóng người đột nhiên chậm rãi đi ra từ trong cơ thể hắn. Là một người phụ nữ. Người đi ra chính là Phạn Thiện. Nhìn thấy Phạn Thiện, Diệp Quân nhất thời sững sờ. Phạn Thiện chỉ bước một bước đã đến được trước mặt Phạn Chiêu Đế, cô ta đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp. Quân, khẽ mỉm cười, có thể đoán được thân phận của ta không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân nhìn chăm chăm vào Phạn Thiện. Cô có quan hệ với Phạn Chiêu Đế. Phạn Thiện mỉm cười xinh đẹp, đoán được một nửa, ta thực sự có quan hệ với cô ta. Diệp Quân hơi nheo mắt lại, chỉ nghe thấy Phạn Thiện lại nói, ta chính là thiện niệm của cô ta, nhưng ta vẫn còn một thân phận khác, đó chính là sáng thế đế thần. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào Phạn Thiện, không nói gì. Phạn Chiêu Đế nhìn Phạn Thiện, cũng không nói gì. Phạn Thiện đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phạn Chiêu Đế. Cười nói có phải cô cũng rất bất ngờ không? Phạn Chiêu Đế nhìn chằm chằm vào cô ta, vẫn không nói gì, hiển nhiên, cô ta không biết chuyện này. Phạn Thiện cười nói, ác đạo có muôn đời, cô cho rằng cô mới là đời cuối cùng sao? Không, thiện đạo mới là đời cuối cùng, sau khi chúng ta dung hợp, người chính là ta chính là người, thiện ác là một, vô địch mọi thời đại. Phạn Chiêu Đế nhìn chằm chằm vào Phạn Thiện ở trước mặt, cô là đòn cuối cùng mà chủ nhân bút đại đạo để lại. Phạn Thiện mỉm cười nói, đúng. Phạn Chiêu Đế im lặng không nói, lông mày hơi cau lại. Chủ nhân bút đại đạo. Xa xa, sắc mặt Diệp Quân âm trầm như nước, hắn không ngờ chủ nhân bút đại đạo lại có âm mưu thâm sâu như vậy. Phạn Thiện nhìn Phạn Chiêu Đế, cô yên tâm đi, thực lực của cô hiện tại mạnh hơn ta, chúng ta dung hợp, đại đạo. Dung hòa. Vẫn sẽ là cô làm chủ, dĩ nhiên, ta chính là cô chính là ta vốn chính là một phần đạo của cô, nói cách khác, cô cũng chính là một phần đạo của ta. Sau khi Phạn Chiêu đến trầm ngâm một lúc, nói tới đi. Phạn Thiện đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân,
cười nói, chủ nhân bút đại đạo bảo ta gửi tới cho ngươi một câu, ngươi còn quá trẻ tuổi. Dứt lời, cô ta hóa thành một đạo tia sáng, đột nhiên biến mất giữa lông mày của Phản Chiêu Đế. Bùm! Trong phút chốc, khí tức của Phản Chiêu Đế điên cuồng tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, đại trận đại đế bảo vệ phía xa đã tan vỡ, biến thành cho bụi, một số cường giả đế tộc dẫn đầu tan thành mây khói, những cường giả đế tộc còn lại cũng điên cuồng rút lui, cách xa khu vực này. Mà ở xa xa, kiếm ý trật tự của Diệp Quân cũng bị trấn áp, ngay cả huyết mạch phong ma cũng bị lập tức trấn áp, căn bản không thể nhúc nhích được. Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyên chặn trước mặt, nhưng chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm của hắn đã bắt đầu nứt ra. Núi Phạn Tịnh, chủ nhân bút đại đạo ngồi trước bàn cờ, ông ta viết một chữ, trên mặt không thể kìm được nở một nụ cười, thiên mệnh váy trăng, ván này, cuối cùng vẫn là ta thắng rồi. Năm đó ông ta và thiên mệnh váy trắng đã đánh cược ở đây, đôi bên chỉ dùng đầu óc, không thể tự mình ra tay. Mà bây giờ, ông ta đã thẳng. Phản Chiêu Đế dung hợp hai đạo thiện ác, bước vào cảnh giới đạo chỉ ngoại, hàng triệu Diệp Quân cũng không phải là đối thủ. Nụ cười trên miệng chủ nhân bút đại đạo dần dần mở rộng. Bên trong tiểu tháp, sắc mặt tổ đạo tái nhợt, ngã thẳng xuống đất. Ngoài đế tộc, nhìn kiếm Thanh Huyên đã nứt mẻ trong tay, Diệp Quân sững sờ, một giây sau, hắn mở rộng lòng bàn tay, lấy tiểu tháp ra, nhìn tiểu tháp trước mặt, hắn nhẹ giọng nói, tháp ra, lần này, thật sự kết thúc rồi, ngươi đi đi. Nói xong, linh hồn và thể xác của hắn đột nhiên bốc cháy, một giây sau, hắn hóa thành một đạo kiếm quang đánh về hướng của Phản Chiêu Đế. Một kiếm này, Diệp Quân đột nhiên cười lớn, đại ca, nhị ca, tam tỷ ta đã không thể khiến mọi người sống lại được, vậy chúng ta cùng chết. Trong nháy mắt, nhát kiếm bầy của hắn đã đánh đến trước mặt Phản Chiêu Đế. Tuy nhiên vào lúc này, khí tức toát ra từ thanh kiếm của hắn khi đối mặt với Phản Chiêu Đế giống như một con đom đóm đối mặt với ánh trăng sáng, không có gì có thể so sánh được. Ở phía xa, Phản Chiêu Đế đột nhiên đưa tay trái ra, sau đó nhẹ nhàng đấm vào kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng cú đấm này sẽ giết chết Diệp Quân thì một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện. Kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân thực sự đã xuyên thủng cánh tay của Phản Chiêu Đế, sau đó xuyên thẳng từ cánh tay của cô ta vào. Trong cơ thể của cô ta, tất cả mọi người đều sửng sốt. Núi Phạn Tịnh, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên đứng dậy, đôi mắt mở to, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Thiên mệnh căn bản không ra tay. Sao có thể? Xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài đế thành, Diệp Quân cũng sửng sốt. Ngay lúc này, âm thanh điên cuồng của tổ đạo đột nhiên vang lên trong đầu hắn, nhanh nhanh đi, nhanh chiếm đoạt tu vi của cô ta đi, cướp tim ác đạo của cô ta đi, nhanh lên. Nghe vậy Diệp Quân không kịp suy nghĩ nhiều, sử dụng kiếm Thanh Huyên, trong nháy mắt, hắn đã moi được trái tim ác đạo của Phản Chiêu Đế ra hút vào cơ thể mình, khoảnh khắc đó, khí tức của hắn điên cuồng tăng lên trong nháy mắt, hắn đột phá giới hạn của bản thân, đạt đến cảnh giới đạo chỉ ngoại, cũng chính là cảnh giới đại đế. Cảm nhận được ngọn lửa tà ác hiện ra từ trong mắt Phản Chiêu Đế, Diệp Quân đột nhiên rút kiếm Thanh Huyên ra, mạnh mẽ chém vào đôi mắt đó. Hứ! Hai mắt Phản Chiêu Đế lập tức vỡ nát, vô số máu tươi bắn ra. Vì để đề phòng, Diệp Quân lại cầm kiếm Thanh Huyên đâm vào trong cơ thể của Phản Chiêu Đế, định hoàn toàn giết chết cô ta, nhưng lúc này, một sức mạnh bí ẩn đột nhiên trấn áp kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân. Diệp Quân hoảng loạn, điên cuồng thúc giục kiếm Thanh Huyên. Nhưng căn bản không có tác dụng, sức mạnh đó căn bản không phải là thứ hắn có thể dung chuyển được, đúng lúc hắn đang nghi ngờ, Phản Chiêu Đế ở trước mặt hắn lại biến mất không thấy đâu. Diệp Quân sững sờ tại chỗ, thần thức của hắn khuếch tán đến khắp chư thiên vạn giới, nhưng căn bản không thấy bóng dáng của Phản Chiêu Đế đâu. Trên một đồng cỏ, một người phụ nữ chậm rãi đi về phía trước, cánh tay trái của người phụ nữ bị nát bấy, đôi mắt bị hủy, thân thể đầy vết nứt, vô cùng thê thảm. Cô ta kéo theo thân thể không lành lặn tập tễnh đi về phía xa, máu tươi tiếp tục tràn từ cơ thể cô ta ra, sau đó rơi xuống đất. Phản Chiêu Đế. Cách chỗ cô ta mười mấy trượng, nơi đó có một cây cổ thụ cao chót vót, trên cây cổ thụ, có mấy quả màu vàng và màu tím, mà ở dưới gốc cây cổ thụ đó có một cô gái mặc váy màu xanh, cô gái đang bẻ đầu ngón tay, nghiêm túc đếm quả trên cây. Phản Chiêu Đế chậm rãi giơ bàn tay phải nứt lộ rõ xương trắng lên. Nhẹ nhàng nói Tịnh An. Từ xa, cô gái váy xanh nghe thấy âm thanh này, nhất thời sững sờ, sau đó quay người lại, khi nhìn thấy người phụ nữ thân thể không lành lặn ở phía xa đó, cô ta trợn to hai mặt,
vẻ mặt đầy sự khó tin, cô là Nhất Niệm. Ở phía xa, người phụ nữ có thân thể không lành lặn đó cũng không còn chống đỡ được nữa, hai chân mềm nhũ, ngã thẳng xuống đất. Cô gái váy xanh hoảng hốt vội vàng xông tới, mà ngay lúc này, cô ta nhìn thấy thời không các đó không xa tách lìa, một người phụ nữ váy trắng chậm rãi bước ra. Ngay khi người phụ nữ với thân thể không lành lặn ngã xuống đất, người phụ nữ váy trắng cúi người ôm lấy cô ta vào trong lòng. Người phụ nữ thân thể không lành lặn nằm ở trong vòng tay của người phụ nữ mặc váy trắng, máu và nước mắt không ngừng tuôn ra, cô, đau quá, đau quá. Vừa nói cô ta vừa giang tay phải ra, một luồng khí thần bí chậm rãi bay ra, đó là một sợi hồn phách còn sót lại của Lăng Tiêu. Nhất Niệm, Tịnh An nhìn cô gái trước mắt đang nằm trong vòng tay của người phụ nữ váy trắng, cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Vũ trụ thiên hành đã bị Diệp Quân thu vào trong thời không đặc biệt của tiểu tháp, mặc dù Diệp Quân không thể đi vào thời không đặc biệt này, nhưng bên trong vũ trụ của thời không đặc biệt này có một số người có thể nhìn thấy bên ngoài. Cô ta cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Từ trận đại chiến ban đầu kia đến nay, cô ta cũng đã thấy được sự thê thảm của Diệp Quân, cũng giống như vô số người khác, cô ta cũng đang nghi ngờ. Ban đầu Diệp Quân bị bắt nạt thê thảm như vậy. Vì sao cô không ra mặt? Vì sao ông nội của Diệp Quân tới rồi lại đi ngay? Vì sao toàn bộ người của Dương tộc và Diệp tộc đều giữ im lặng? Vì sao Phản Chiêu Đế đã nhiều lần khiêu khích cô và kiếm chủ Thanh Sam mà bọn họ không hề đáp lại? Vì sao chân thần băng lòng tự phế tu vi, cam chịu tu luyện lại từ đầu? Vì sao Tịnh Tông chủ băng lòng phối hợp với ác đạo, trấn áp chính mình? Hóa ra, Phản Chiêu Đế chính là Nhất Niệm. Cô ta là người phe mình. Núi Phản Tịnh, chủ nhân bút đại đạo cứ như bị hút khô máu vậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ông ta ngồi ở trước bàn cờ, hai mắt vô thần, như bị mất hồn vậy. Nhất Niệm, giờ phút này ông ta mới phát hiện, hóa ra Phản Chiêu Đế là Nhất Niệm. Không đúng, nói một cách chính xác là Phản Chiêu Đế thật sự có thể đã chết ở một thời điểm nào đó rồi. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên cười phá lên. Ván cược này giữa ông ta và thiên mệnh váy trắng, ông ta đã thua ngay từ khi bắt đầu. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, Phản Chiêu Đế này đã không phải là người của ông ta, mà là của Diệp Quân, ông ta hao tâm tổn trí trợ giúp Phản Chiêu Đế thăng cấp để đối đầu với Diệp Quân, áp chế tổ đạo, để Phản Chiêu Đế đạt cảnh giới tế chúng sinh, thậm chí không ngần ngại thuyết phục thiện đạo dung hợp với cô ta, thế mà, chết tiệt, cô ta lại là người của Diệp Quân. Cuối cùng tất cả chỉ có lợi cho Diệp Quân, xong đời rồi. Chủ nhân bút đại đạo ngồi phịch xuống đất, sắc mặt như cho tàn, chân thần, Tịnh Tông chủ, các ngươi thật biết diễn. Bên ngoài đế thành, sau khi cắn nuốt hết tu vi của Phản Chiêu Đế, tim của Diệp Quân biến thành tim ác đạo, chỉ là trái tim này lại đầy vết nứt. Dĩ nhiên, hắn không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt sức mạnh ác đạo cuồn cuộn không ngừng kia, trừ sức mạnh ác đạo ra, còn có sức mạnh thiện đạo, vô cùng vô tận. Đao của hắn là đạo trật tự, đương nhiên có thể bao dung hết thảy, cũng bao gồm cả ác đạo này. Bởi vì Phản Chiêu Đế vừa rồi đã dung hợp với thiện đạo, vì vậy, thứ hắn căn nuốt là một đạo thiện ác hoàn chỉnh, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đột phá giới hạn của bản thân, đạt tới một cấp độ cao hoàn toàn mới. Đạo chi ngoại, đại đế, ở vũ trụ của thời đại đế giả này, hiện tại hắn là đại đế duy nhất. Khoảnh khắc khi hắn đạt đến cảnh giới đại đế, trong khắp đất trời, những đóa hoa sen ngũ sắc hiện lên, bao trùm cả trời đất, các loại dị thú thần thú không ngừng ngưng tụ trong thiên địa, tranh nhau quỳ lạy Diệp Quân, vô số con đường màu vàng do các loại quy luật và đạo tắc ngưng tụ mà thành trải dài khắp đất trời. Cho đến khi bốn phía xung quanh Diệp Quân bày ỏ sự băng lòng thần phục, kiếm ý trật tự của hắn đã xuyên thấu cảm ứng của thiên đạo, trong nháy mắt đã cuốn cả vũ trụ thập hoang, thời đại đế giải. Đại đế xuất hiện, vạn đạo thần phục. Mà kiếm thế của Diệp Quân bao phủ khắp thiên địa, vô số cường giả đế tộc căn bản không chịu nổi uy áp của đại đế. Toàn bộ đều đồng loạt quỳ xuống. Bao gồm cả tên cầm đầu đế lăng và cường giả bán bộ đạo chi ngoại khác. Toàn bộ đế tộc đều sợ hãi. Đại đế lại xuất hiện. Đã qua 1,6 tỷ năm từ khi vị đại đế trước qua đời, từ sau khi vị đại đế trước kia chết, cả thập hoang và thời đại đế giả cũng không xuất hiện đại đế nữa. Mà bây giờ, đế tộc chưa từng tưởng tượng được rằng hôm nay sẽ lại có đại đế hiện thế. Mà trừ đế tộc ra,
vô số cường giả của cả vũ trụ thập hoang và thời đại đế giả đồng loạt ngẩng đầu nhìn không gian sâu thẳm, vẻ mặt đầy kinh hãi. Đại đế xuất hiện. Một số lão tổ của đế tộc lại vô cùng tuyệt vọng. Từ sau khi vị đại đế trước kia chết, những gia tộc đại đế và các tông môn đã điên cuồng bồi dưỡng người trong tộc và đệ tử của mình, mục đích chính là để đào tạo được một vị đại đế, mà bây giờ, bọn họ không ngờ tới, lại có một vị đại đế hiện thế rồi. Một vị đại đế hiện thế, đồng nghĩa với việc thiên địa nơi này sẽ không xuất hiện lại đại đế nữa. Bởi vì khi một vị đại đế xuất hiện sẽ tiêu hao hết tất cả khí vận trong thiên địa, không chỉ có vậy, một vị đại đế xuất hiện, cũng có nghĩa là hắn sẽ giết chết tất cả, căn bản sẽ không cho phép đại đế khác xuất hiện. Thật sự tuyệt vọng rồi. Những tông môn đế tộc kia không khỏi than khóc. Dĩ nhiên, sau khi than khóc xong, bọn họ bắt đầu lần lượt quỳ xuống đất để bày tỏ sự thần phục. Một vị đại đế, thế gian vô địch. Mà kẻ thật sự tuyệt vọng là đế tộc, bây giờ cho dù bọn họ muốn thần phục, cũng không còn kịp nữa rồi. Đánh qua đánh lại một hồi, kiếm tu này bỗng nhiên biến thành đại đế. Bọn họ thấy rất khó hiểu, vị ác đạo kia lúc trước không phải đã sắp vô địch rồi sao? Sao đột nhiên lại chết chứ? Đây chẳng phải là lừa đảo sao? Giờ phút này, bọn họ thật sự tuyệt vọng. Bên trong tiểu tháp, tổ đạo cực kỳ hưng phấn, mặc dù y cũng tò mò phản chiêu đế kia vì sao lại chết ngay thời khắc mấu chốt, nhưng không quan trọng, quan trọng là Diệp Quân thắng rồi. Còn may là vừa rồi y không bỏ chạy. Tổ đạo cười phá lên, mình thật là thông minh sáng suốt. Bên ngoài đế thành, đôi mắt Diệp Quân chậm rãi khép lại. Vào giờ phút này, hắn đã cảm thấy hoàn toàn khác. Hắn bây giờ đã là đại đế, nhưng khí tức của hắn vẫn đang điên cuồng tăng vọt. Sau khi phản chiêu đế dung hợp thiện đạo, năng lượng đó thật sự quá kinh khủng. Đại đế! Hắn cảm thấy đây chắc chắn không phải mức cuối cùng của mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ với cái nhìn này, ánh mắt hắn đã xuyên thấu vô số vũ trụ tinh hà, cuối cùng đi tới một hoang địa. Trên vùng hoang địa này có tồn tại một gia tộc cổ xưa. Quân tộc, cũng là gia tộc đại đết trong gia tộc đã từng xuất hiện đại đết. Mà thực lực tổng thể của gia tộc cổ xưa này ít nhất phải cao hơn đế tộc gấp mấy lần, bởi vì bên trong gia tộc này, hắn cảm nhận được có ít nhất 10 cường giả bán bộ đạo chi ngoại, khí tức vô cùng hùng hậu, không phải thứ tên đế lăng kia có thể so sánh. Ngay lúc này, ở bên trong quân tộc, một giọng nói già nua đột nhiên chậm rãi vang lên, kính chào đại đế. Ml thanh vừa truyền xuống, tất cả cường giả quân tộc đều đồng loạt quỳ xuống, run lẩy bẩy. Ý niệm của Diệp Quân chỉ dừng lại trong chốc lát rồi biến mất trên bầu trời phía trên quân tộc, toàn bộ cường giả quân tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Sâu bên trong nội bộ quân tộc, một ông lão đang quỳ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, sắc mặt phức tạp. Bọn họ cũng không nhìn thấy Diệp Quân, bởi vì Diệp Quân đã đến được cấp độ này, bây giờ cấp bậc của hắn không thể tả được. Chỉ cần hắn không muốn, nơi này không có bất kỳ ai có thể xuyên thấu qua ý niệm của hắn mà thấy hắn. Ông lão đang quỳ nhìn vào không gian sâu thẳm, nhẹ giọng nói, không biết vị đại đế này có phong thái thế nào. Sau khi ý niệm của Diệp Quân rời khỏi quân tộc, tiếp tục đi sâu vào vũ trụ, chẳng bao lâu sau, ý niệm của hắn xuyên qua vô số tinh hà, đi tới một vũ trụ khác. Vũ trụ thập hoang. Ở trong vũ trụ thập hoang này, Diệp Quân cảm nhận được rất nhiều tông môn cường đại và một ít sinh vật cổ xưa, nơi này vẫn như trước kia, không có đại đế, tuy nhiên, khí tức của những cường giả ở đây lại còn mạnh hơn cả những cường giả trong quân tộc vừa nấy. Trong đó có cả những sinh vật với hình dạng khổng lồ, chiếm cứ một vùng trong tinh hà, chỉ cần thở một nhịp thôi là có thể khiến cả vũ trụ tinh hà này quay cuồng, sao trời rung chuyển. Khi những cường giả ở vũ trụ thập hoang cảm nhận được ý niệm của hắn, tất cả đều quỳ xuống. Cung kính nói, bái kiến đại đất. Những sinh vật cổ xưa mở mắt ra, ban đầu là khiếp sợ, sau đó mới bình tĩnh lại, chậm rãi đứng dậy, cả sao trời cũng rung chuyển theo, còn chúng thì đồng loạt quỳ rạp xuống, bái kiến đại đết. Phục tùng. Chúng đều là những sinh vật ở rất gần với đại đế trên thế gian này, thực lực mạnh mẽ vô cùng, bản thân chúng đã tương đương với một gia tộc đại đế cổ xưa, nhưng vào lúc này, chúng không thể không khuất phục. Đại đế chân chính đã xuất hiện. Ý niệm của Diệp Quân không dừng lại ở vũ trụ thập hoang này, hắn tiếp tục thăm dò vào vũ trụ sâu hơn, trong chốc lát, ý niệm của hắn đã đi qua hàng tỷ vũ trụ tinh hà, gặp vô số hàng rào vũ trụ, nhưng tất cả đều vô dụng với Diệp Quân, thần thức của hắn nhẹ nhàng xuyên thủng những hàng rào kia, tất cả các loại thiên đạo hay pháp tắc,
chỉ cần tiếp xúc với ý niệm của hắn đều phải thuần phục. Đại đế, chủ nhân của vũ trụ, vô địch bốn phương tám hướng trong vũ trụ. Ngay lúc này, Diệp Quân nhìn thấy biên giới của vũ trụ. Ngay lúc này, Diệp Quân nhìn thấy biên giới của vũ trụ. Không lâu sau đó, thần thức của hắn đi tới một sa mạc mênh mông, bên trong sa mạc kia có một người đàn ông mặc tóc trắng cưỡi một con ngựa đen chậm rãi đi, trong tay người nọ là một thanh đao, trên lưng vác một cây thương dài, nhìn người nọ giống như một vị tướng quân. Người đó chậm rãi đi trên sa mạc, đôi mắt mịt mờ, như thể không có hồn phách bình thường. Nhưng ngay lúc này, người kia như cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong khi người kia ngẩng đầu, đao đã vút ra ngoài, nhát đao kia, không phải chém vào thần thức của Diệp Quân, mà xuyên qua cả thần thức của hắn chém vào người hắn. Diệp Quân chỉ tay, một luồng kiếm quang lập tức áp chế thanh đao kia lại. Hắn liếc nhìn người đàn ông tóc trắng cưỡi ngựa, cũng không ra tay với đối phương, mà chỉ tiếp tục xuyên qua không gian vũ trụ. Trong sa mạc, thần thức của Diệp Quân biến mất. Người đàn ông kia thu ánh mắt lại, thanh đao cũng đã quay về. Tay, y lại tiếp tục cưỡi ngựa lang thang không mục đích, như cô hồn dã quỷ. Thần thức của Diệp Quân tiếp tục xuyên qua vũ trụ tinh hà, tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã có thể xuyên qua hàng tỷ vũ trụ tinh hà. Không lâu sau đó, thần thức của hắn đi tới một không gian vũ trụ đen kịt, trong nơi này, có một ông lão cầm một cây búa, đang gõ vào cái gì đó. Diệp Quân nhìn sang. Chỉ nhìn thấy ông lão đang gõ vào một quả cầu, một lát sau, ông lão đã chế tạo xong quả cầu kia, sau đó, lòng bàn tay của lão mở từ từ mở ra, quả cầu kia nhanh chóng bay ra ngoài, bay qua bay lại, nó càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát, nó đã biến thành một ngôi sao. Rèn sao? Lúc này, ông lão từ từ quay sang, không nhìn vào thần thức của Diệp Quân, mà xuyên qua vô số không gian trước đó nhìn thẳng vào người hắn, lão mỉm cười. Loài người lại có một vị đại đế nữa, còn là kiếm đế, đạo hữu, xin chúc mừng. Diệp Quân mỉm cười đáp lại, cảm ơn. Diệp Quân cũng mỉm cười đáp lại, cảm ơn. Thần thức của Diệp Quân lại đi tiếp, trong quá trình này, hắn gặp được vô số chủng tộc, nhìn thấy được vô số nền văn minh rực rỡ khác nhau, và cả vô số những cường giả bí ẩn. Nhưng không một chủng tộc hay nền văn minh nào làm gì được hắn, không những thế. Mỗi một nền văn minh và mỗi một đỉnh cấp cường đều rất tôn trọng hắn. Cảm giác vô địch. Lúc này đây, không phải cảm giác giả nữa, mà là cảm giác vô địch thật sự. Hơn nữa, khí tức của hắn đang không ngừng tăng lên. Phải biết rằng trong các đại đế cũng phân chia mạnh yếu. Đạo thiện ác đều đã dung nhập vào trong đạo trật tự của hắn. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên ngẩn người. Thần thức của hắn đã tiến vào một thế giới đỏ tươi, ở trong này. Hắn bắt gặp hàng tỷ hồn thi, chúng mặc áo giáp đen, chỉnh tề, chậm rãi tiến về phía trước. Những hồn thi này cực kỳ khủng bố, khí tức của chúng vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là 30 con hồn thi mặc áo giáp bạc đứng ở phía trước, tất cả đều ở cảnh giới bán bộ đạo chi ngoại. Mà ở phía trước 36 hồn thi giáp bạc, còn có 2 con hồn thi mặc giáp vàng. Hai tên này trong tay cầm trường đao, khí tức còn mạnh hơn 10 lần 30 sau hồn thi giáp bạc kia. Đứng phía trước hai hồn thi giáp vàng này là một cô gái. Cô gái này trông rất nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một chiếc váy hoa, dung nhan đẹp như vẽ, tay phải cầm một cái chuông đỏ như máu, cứ đi hai bước, cô gái này sẽ lắc chuông một cái. Đúng lúc này, hai hồn thi giáp vàng đứng phía sau đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, trong đôi mắt kia ánh lên lửa màu đen, chỉ cần liếc mắt qua một cái là đã biết chỗ của Diệp Quân trong vũ trụ này, chúng lập tức đặt tay vào chuôi đao, khí tức tuôn ra. Chuẩn bị rút đao. Hả? Đúng lúc này, cô gái nhỏ dẫn đầu kia liếc hai hồn thi giáp vàng, quát lớn, đây là đại đế, không được bất kính. Hai hồn thi giáp vàng lập tức thu lại thái độ thù địch. Cô gái nhỏ nhìn về phía Diệp Quân, đặt tay phải lên vai trái của mình, rồi hành lễ với Diệp Quân, kiểu hành lễ rất khác lạ, đạo hữu, các tiểu đệ không hiểu chuyện, xin thứ lỗi. Đạo hữu. Diệp Quân nhìn cô gái nhỏ kia, mỉm cười. Cô gái này gọi hắn là đạo hữu mà không phải đại đế, thật thú vị. Hắn cười đáp lại, ta chỉ đi ngang qua chút thôi. Nói xong, thần thức của hắn biến mất vào sâu trong tinh hà. Cô gái nhỏ kia ngẩng đầu nhìn lên tinh hà, cau mày nói, vậy mà lại là kiếm đế. Dứt lời, cô gái đá vào lưng một hồn thi giáp vàng bên cạnh mình, muốn chết à? Không phải ta đã dặn rồi sao? Ra ngoài không được đụng vào đại đế, còn lại muốn làm gì thì làm.
hồn thi giáp vàng. Cô gái tức giận, trợn mắt nhìn hai hồn thi kia, rồi xoay người nhìn về phía tận cùng của tinh hà, trong đôi mắt toát lên một chút nghỉ hoặc, sao lại xuất hiện đại đế rồi? Lại còn là một vị kiếm đế chủ công sát phạt. Một lát sau, cô gái lắc đầu, rồi đi về phía trước. Đi được hai bước, cô gái lắc chuông một cái, cất cao giọng, nói, người âm chạy đi, người dương tránh mặt đại đế. Thần thức của Diệp Quân tiếp tục đi, không biết đã xuyên qua bao nhiêu thời không tỉnh vực, đột nhiên hắn ngây người, vì trong một mảnh không gian vô cùng quái dị, hắn thấy được mấy người. Một người mặc đồ xanh, một người mặc trường bào trắng như mây. Còn có một cô gái, mặc một cái quần rách, đeo tai nghe, ôm một tên nhóc lông xù màu trắng trong tay. Trong tầm nhìn cuối của Diệp Quân, nhóm người đàn ông áo xanh chợt dừng lại, ông ấy quay đầu lại nhìn Diệp Quân rồi phá lên cười. Diệp Quân cũng bật cười, hắn chưa từng cười vui đến thế. Đây là lần đầu tiên hắn tự dựa vào thực lực của bản thân mình tìm được ông nội, còn có đại bá nữa. Nhị nha cũng ở đây. Tiểu Bạch cũng thế. Chỉ là hắn hơi nghi ngờ bởi vì ở thế giới này, nhóm người của ông nội trông rất kỳ lạ, kiểu như hơi mơ hồ, hắn hoàn toàn không có cách nào nhìn rõ được. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Quân, cười to nói, cháu trai, giỏi lắm. Nhị nha cũng quay đầu lại nhìn, cháu trai, lâu rồi không gặp, dạo này ngươi có bị đánh bầm dập không? Diệp Quân tối sầm mặt lại, nhị nha vẫn nói chuyện thẳng đuột như bình thường. Kiếm tu mặc áo bào hình mây cũng nhìn Diệp Quân, khẽ mỉm cười, tiến bộ nhiều đấy chứ. Diệp Quân cười nói, mấy người chờ con nhé. Người đàn ông áo xanh cười phá lên, kiếm tu mặc áo bào hình mây cũng bật cười, không nói gì. Diệp Quân nhìn nhị nha và Tiểu Bạch, hắn vung tay, cười nói, nhị nha, Tiểu Bạch, sau này gặp lại ta sẽ vô địch. Nhị nha phất tay, cháu trai cố lên. Diệp Quân, Tiểu Bạch cũng giơ móng vuốt lên, há miệng ra. Mặc dù nó không phát ra âm thanh nhưng Diệp Quân cũng đã hiểu nó muốn nói gì. Cháu trai cố lên. Diệp Quân không nói gì, lập tức thu hồi thần thức, mặc dù vẫn muốn tiếp tục dò xuống sâu hơn nhưng bây giờ hắn còn có việc khác quan trọng hơn. Sau khi Diệp Quân thu hồi thần thức lại, nhóm người đàn ông áo xanh tiếp tục đi về phía xa, kiếm tu mặc áo bảo hình. Mây nói nhỏ, vẫn chưa được. Người đàn ông áo xanh phá lên cười, được lắm. Nhưng cứ nhìn xem nó có vượt qua vòng cuối cùng không. Kiếm tu mặc áo bảo hình mây mỉm cười. Nhị nha đột nhiên nói, Dương ca, muội với Tiểu Bạch rất nhớ cháu trai, bọn ta đi theo nó một thời gian ngắn có được không? Huynh đừng lo, hai người bọn ta chắc chắn không dậy hư nó đâu. Người đàn ông áo xanh trừng mắt nhìn nhị nha lè lưỡi ra, kế hoạch chạy trốn thất bại. Một lúc sau, nhóm người nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Sau khi Diệp Quân thu hồi thần thức lại, hắn từ từ mở mắt ra, nhìn các cường giả đế tộc ở phía xa, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, tất cả cường giả đế tộc đều hoảng sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Hiện tại, Diệp Quân chỉ cần liếc mắt một cái là đã đủ để giết hết tất cả bọn họ rồi. Đột nhiên đế lăng dẫn đầu cúi đầu xuống thấp thấp, giọng run run, đại đế tộc chúng ta nguyện lòng đi theo đại đế. Diệp Quân nhìn đế lăng ở trước mặt được. Đế lăng vui mừng không xiết. Vốn đang ở đường cùng, nhưng vào lúc này, một từ được của Diệp Quân đã giúp cho đế tộc trở mình ra khỏi đường cùng. Gia tộc đầu tiên thành tâm cống hiến sức lực cho đại đế. Đây là vinh dự nào vậy? Các cường giả đế tộc còn lại cũng mừng muốn chết, vội vàng quỳ lạy. Nhìn các đế tộc đang quỳ lạy, ánh mắt của Diệp Quân vẫn không có chút gợn sóng nào. Giữ lại đế tộc tất nhiên là vẫn còn có tác dụng với hắn, hắn quay sang nhìn bầu trời ở nền văn minh bỉ ngạn, trận pháp của đế tộc vẫn chưa bị hủy bỏ, trận pháp đế diệt vẫn còn tiếp tục, vô số sao trời vẫn tiếp tục rơi về phía nền văn minh bỉ ngạn. Đột nhiên Diệp Quân vung nhẹ tay lên, trong chớp mắt, trận pháp đế diệt lập tức bị phá hủy. Quân Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, khi nhìn thấy Diệp Quân, gã khẽ mỉm cười, sau đó định cúi chào nhưng lại bị một luồng sức mạnh nhẹ nhàng đỡ lấy. Diệp Quân nói, không cần làm vậy đâu, tiền bối. Vừa nói, hắn đã biến mất. Quân Vũ nhìn vào không gian sâu vô tận, một lúc sau, y bật cười, đây là đại đế sao? Thật khiến người ta trông đợi. Diệp Quân đi đến biển khổ giới. Giờ phút này, hắn đã nắm rõ pháp tắc và đạo tắc của vũ trụ trời đất trong lòng bàn tay. Hắn là người nắm giữ vũ trụ này, hắn muốn cưỡng chế hồi sinh tất cả những người huynh đệ đã khuất trong trận chiến.
mà biển khổ giới với muôn ngàn khó khăn ở trước mặt hắn hiện tại, cũng chỉ là một vùng biển có thể bị phá hủy chỉ với một búng tay. Khi Diệp Quân đi đến biển khổ giới, đột nhiên biển khổ giới hơi run lên, nhưng lại nhanh chóng yên tĩnh lại. Hoàn toàn khuất phục. Ở trước mặt một đại đế, sao nó dám thô lỗ chứ? Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, cảnh tượng lúc nhóm người. Nhị ca quân đế và tam tỷ lại hiện ra thêm một lần nữa trong tâm trí hắn. Một lúc sau, hắn từ từ nâng tay phải lên, trong phút chốc, toàn bộ biển khổ giới lập tức sôi trào, khắp trời đất xuất hiện vô số những tấm phù văn kỳ lạ, từng luồng khí tức linh hồn mạnh mẽ bắt đầu tràn ngập trong trời đất, vào lúc này, tất cả pháp tắc đại đạo và đạo tắc nơi đây đều nghe theo lệnh của hắn. Cưỡng ép nghịch chuyển nhân quả. Hồi sinh. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ không thể làm được như thế, nhưng hiện tại, hắn đã là thần của vũ trụ, hắn tự tin mình có thể làm được. Dưới sự thao túng của hắn, tất cả pháp tắc và đạo tắc trong trời đất đều lay chuyển. Lấy phép thần thông vô thượng, nghịch chuyển nhân quả luân hồi. Cưỡng bức ngưng tụ linh hồn, vô số khí tức linh hồn nhưng tụ lại trong trời đất. Giây phút này, cả thế giới cũng sôi sục lên, vô cùng khủng khiếp. Đột nhiên Diệp Quân trở nên phấn khích, hắn đã cảm nhận được một vài khí tức quen thuộc trong những linh hồn này. Diệp Quân tăng tốc. Ngay khi một linh hồn trong đó sắp được ngưng tụ hoàn toàn thì linh hồn ấy bất chợt tiêu tán, ngay sau đó, toàn bộ khí tức linh hồn đều tan biến vào trời đất, mọi thứ trở về với bình thường, nhưng Diệp Quân lại giống như bị trúng một đòn chí mạng, cả người run lên bần bật, máu tươi từ từ tràn ra từ khóe miệng. Diệp Quân đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sao có thể? Không được. Diệp Quân lại thử thêm lần nữa, nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nghịch chuyển con đường sinh tử. Cưỡng ép ngưng tụ linh hồn. Vào lúc này, Diệp Quân hoàn toàn ngơ ngác, mình không thể làm được ư, sao có thể chứ? Hiện tại bản thân hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất được biết đến trong vũ trụ, tất cả pháp tắc và đạo tắc đều phải thuần phục hắn, thế tại sao hắn lại không thể nghịch chuyển sinh tử được chứ? Tuy nhiên, cùng với việc hắn cố gắng liên tục, cuối cùng hắn cũng nhận ra, hắn thực sự không làm được, không chỉ có thế, khi hắn đang cố gắng không ngừng. Bản thân hắn còn bị một sức mạnh bí ẩn cắn trả, cơ thể bị tổn thương. Diệp Quân bình tĩnh lại, hắn bắt đầu tìm vấn đề, một lúc sau hắn chợt nhận ra, từ lúc hắn thật sự muốn nghịch chuyển con đường sinh tử đã có một pháp tắc mang theo sức mạnh bí ẩn luôn cản trở hắn, mà luồng sức mạnh bí ẩn đó, ngay cả bây giờ hắn cũng không thể nhìn thấy nó. Cuối cùng hắn cũng đã tỉnh táo lại. Dù có là đại đế cũng không thể nghịch chuyển sinh tử, cưỡng ép hồi sinh. Vào lúc này, hắn mới biết được việc cô tiện tay làm năm đó kinh khủng đến nhường nào, thực ra đó đã là đỉnh cao của vũ trụ này rồi, không phải, cho dù có là đỉnh cao của vũ trụ này cũng không thể làm được. Diệp Quân đứng bên bờ biển khổ giới, nhìn biển chết rộng lớn, hơi mờ mịt. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân chợt vang lên bên cạnh hắn. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ cực xinh đẹp đang đi đến từ phía xa, mái tóc đen tuyền và một bộ váy trắng. Diệp Quân nhỏ giọng gọi, cô. Người phụ nữ váy trắng từ từ đi đến cạnh hắn, bà ấy nhìn vào biển khổ giới, nói, đã cảm nhận được cảm giác vô địch đó chưa? Diệp Quân gật đầu, dạ rồi ạ. Kiểu vô địch này không phải là loại vô địch giả tạo, vừa rồi vào thời điểm đó, ý niệm của hắn đã có thể xuyên qua vô số vũ trụ. Diệp Quân hắn đã không còn là một kẻ nhãi nhép nữa. Cho dù là đi tới bản đồ tiếp theo nữa. Diệp Quân hắn vẫn là sự tồn tại vô địch. Hắn thực sự thích loại cảm giác này, bởi vì cuộc hành trình này thực sự quá khó khăn, nhưng vẫn còn sự tiếc nuối. Bởi vì nhóm người Lăng Tiêu đại ca đã không còn sống nữa. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, cô, mấy người đại ca của con và cả vô biên chủ có thể sống lại được không? Người phụ nữ mặc váy trắng gật đầu, có thể. Diệp Quân lập tức vui mừng, mà lúc này, người phụ nữ váy trắng lại nói, chỉ có con mới có thể giúp họ sống lại. Sắc mặt Diệp Quân đầy sự nghi hoặc. Người phụ nữ váy trắng chậm rãi quay đầu lại nhìn Diệp Quân, bình tĩnh nói, tất cả bọn họ đều chết trong kiếp, còn bây giờ, con đã nuốt chửng tất cả các kiếp, vận mệnh nhân quả của bọn họ đều ở trong cơ thể của con. Không chỉ có bọn họ, còn có cả vô số chúng sinh của vũ trụ cấp 10, bọn họ đều chết vì kiếp, muốn bọn họ sống lại, chỉ có một biện pháp, đó chính là tiêu trừ kiếp. Diệp Quân run giọng nói, tiêu trừ kiếp là ý gì? Người phụ nữ váy trắng nhìn hắn, tiêu trừ tất cả tu vi của con,
tất cả những người chết vì kiếp đều có thể sống lại một cuộc đời mới. Diệp Quân đứng yên tại chỗ như bị sét đánh. Tiêu trừ tất cả tu vi. Diệp Quân run giọng nói, cái này. Trong tiểu tháp, tổ đạo nghe thấy lời của người phụ nữ váy trăng, dường như nghĩ ra cái gì đó, trái tim y đột nhiên đập nhanh, lúc này y cảm thấy máu của mình đều đang sục sôi, y nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Bên ngoài, người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói, đương nhiên, con cũng có thể không cần phải làm như vậy, cũng không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, bởi vì tất cả những người chết vì kiếp cuối cùng đều sẽ chết. Vừa nói, bà ấy đột nhiên đưa tay lên vẫy nhẹ, trên biển khổ giới trước mặt hai người có một đạo ánh sáng xuất hiện, bên trong màn sáng, tổ đạo đang tế chúng sinh. Đối mặt với việc tổ đạo tế chúng sinh, vô số sinh linh vũ trụ tuyệt vọng, sức mạnh của bọn họ so với sức mạnh của tổ đạo thực sự là giống như một con đom đóm, thật sự quá nhỏ bé. Diệp Quân nhìn thấy vô số khuôn mặt tuyệt vọng, hơn nữa có thể đồng cảm với họ bởi vì trước đây hắn cũng đã từng tuyệt vọng như vậy. Những ánh mắt tuyệt vọng cuối cùng của hàng tỷ người bình thường hiện ra trong tâm trí hắn như một tia chớp. Hình ảnh cuối cùng là tổ đạo hiến tế chúng sinh thành công, tất cả các nền văn minh đều chết hết. Bao gồm cả đám người Lăng Tiêu và cả vương triều thiên mộ của thiên thần, cho dù là nền văn minh Bỉ Ngạn, cuối cùng cũng không thể đánh bại đế tộc, bởi vì đế tộc cuối cùng kích hoạt thần trận đế hiển, một luồng thần hồn của đại đế thuộc đế tộc đó đã rơi xuống nhân gian, cuối cùng phá hủy mọi thứ dễ như trở bàn tay. Diệp Quân đứng ở bên bờ biển khổ giới, có chút mơ hồ. Người phụ nữ váy trắng nhìn chằm chằm vào màn sáng, lại nói con xem, dù sao bọn họ cũng sẽ chết hết, cho nên con không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì, từ giờ trở đi, con cứ tung hoành ở vũ trụ, lấy trật tự là nền tảng, có thể đạt được thành tựu cao hơn. Diệp Quân nhìn về phía biển khổ giới, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh nhóm người Lăng Tiêu chết trận, nhóm người Nhị Ca hộ tống hắn qua bờ biển khổ giới, dần dần. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, cô những năm nay con đã sống rất khó khăn, con thực sự rất muốn trở thành vô địch, không còn phải dựa vào mọi người, con thực sự không muốn mất đi tu vi, lại biến thành phế vật, lại bị người khác đánh đập. Vừa nói, nước mắt chợt trào ra trong mắt hắn. Người phụ nữ váy trắng lặng lẽ nghe, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước. Diệp Quân tiếp tục nói, nhưng con vẫn muốn làm cho muôn vàn chúng sinh sống lại. Muốn làm cho huynh đệ ta sống lại một cuộc đời mới. Hắn vừa dứt lời, trong tiểu tháp, tổ đạo đã quỳ xuống, kích động nói cha, cha à. Ngươi chính là cha ruột của tai. Diệp Quân mất ở tu vi, đồng nghĩa với tu vi của tổ đạo có thể trở lại, sao y không vui được chứ? Bên ngoài, người phụ nữ váy trắng quay đầu nhìn Diệp Quân, chắc chắn chứ? Ta nhắc nhở con, mỗi thời đại chỉ có thể xuất hiện một đại đế. Bây giờ con là đại đế thì sẽ chiếm hết số mệnh của tất cả đại đế, độc hưởng hết tất cả tài nguyên của vũ trụ này, vô địch đương đại, tất cả mọi người không thể không phục tùng con. Nếu con không còn là đại đế, vô số cường giả vũ trụ này sẽ đến truy sát con, bởi vì bọn họ không thể cho con cơ hội thứ hai để trở thành đại đế. Họ không chỉ muốn tranh giành số mệnh đại đế của con, còn là vì bọn họ không muốn phục tùng người khác, hiểu không? Diệp Quân nhìn biển khổ giới, một lúc lâu sau. Hắn nhẹ nhàng nói, mặc dù tất cả chúng sinh trong vũ trụ cấp 10 đều không phải vì con mới chết, nhưng cuối cùng người được lợi là con, cả những huynh đệ đã chết vì con nữa, đại ca, nhị ca, tam tỷ, vô biên chủ, thiên thần cô. Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn người phụ nữ váy trắng, ánh mắt kiên định, con đồng ý trả lại sức mạnh của tất cả chúng sinh vũ trụ cấp 10, con hy vọng huynh đệ của con sống lại lần nữa. Người phụ nữ váy trắng nhìn hắn một lúc lâu rồi nói, buông tay ra. Diệp Quân nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, hắn không do dự, buông tay phải ra, kiếm Thanh Huyên từ từ bay lên không trung. Một giây sau, vô số kiếm ý trật tự và khí tức cảnh giới thoát ra từ cơ thể hắn và trong kiếm Thanh Huyên. Trong phút chốc, tu vi và kiếm ý trật tự của hắn đã tiêu tan như nước thủy triều, cuối cùng biến thành hàng tỷ cho bụi rơi từ trên trời xuống đất. Vào khoảnh khắc Diệp Quân tiêu tán tu vi, vô số cường giả và vô số tiên tông đế tộc vũ trụ đều khiếp sợ. Lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía sâu nhất của vũ trụ, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Bởi vì, bọn họ cảm thấy được, vị đại đế vừa trở thành đế đó lại đang hấp hối. Đây là chuyện gì vậy? Bên trong tiểu tháp, tổ đạo điên cuồng cười lớn, đôi mắt sáng ngời, hoa tay múa chân vui sướng. Bên bờ biển khổ giới, tu vi và kiếm ý trật tự của Diệp Quân hoàn toàn tiêu tan trong chớp mắt, biến thành hàng tỷ bụi kiếp, xung quanh họ là một lớp bụi kiếp dày đặc.
kiếm thanh huyền ảm đạm không có ánh sáng từ từ rơi vào trong lớp bụi kiếp đó. Lúc này Diệp Quân đã trở lại thành một người bình thường. Người phụ nữ váy trắng quay đầu nhìn Diệp Quân, hối hận không? Diệp Quân lắc đầu. Người phụ nữ váy trắng vỗ nhẹ vào bả vai Diệp Quân, tất cả chúng sinh đều biết vì sao mà chết, cũng biết vì sao mà sống, con đối xử tử tế với bọn họ cũng sẽ đối xử tử tế với con. Vừa nói, bà ấy vừa quay người rời đi. Diệp Quân cũng đang muốn rời đi, nhưng lúc này, hắn dường như cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu lại nhìn, không xa, nơi kiếm thanh huyên rơi xuống, vô số bụi kiếp từ từ tiêu tan, kiếm thanh huyên sáng bóng hiện ra trong tầm mắt của hắn. Trên lưng kiếm có hai chữ thanh huyên, mà mặt chính lại có thêm hai chữ trật tự. Là Minh Châu thì vẫn sẽ tỏa sáng trong bóng tối, tâm kiếm sống lại. Diệp Quân lao tới cầm lấy chuôi kiếm thanh huyền, tiểu hồn kích động nói, tiểu chủ, ta sống lại rồi. Bây giờ ta là đại đế. Đại đế. Mặc dù Diệp Quân không có tu vi, nhưng kiếm hắn cầm là đại đế. Ha ha. Diệp Quân cầm kiếm thanh huyền điên cuồng lăn lội trong bụi kiếp trên mặt đất, phấn khích cười như điên. Trên bầu trời, người phụ nữ váy trắng quay đầu liếc nhìn Diệp Quân đang vui vẻ như một đứa trẻ ở phía dưới, nhẹ nhàng nói cuối cùng đã trưởng thành rồi. Nói xong, bà ấy kéo người đàn ông áo trắng ở bên cạnh xoay người rời đi. Trên bầu trời, người đàn ông áo trắng đứng bên cạnh người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân đang lăn lộn dưới đất, khẽ nhếch môi, xuất sắc giống hệt ta. Người phụ nữ váy trắng nhìn người đàn ông bên cạnh, mỉm cười. Dường như nghĩ đến điều gì, bà ấy quay đầu nhìn sang bên kia biển khổ giới, phía bên bờ có một pho tượng sừng sững. Đó là Tịnh Tông Chủ. Người phụ nữ váy trắng nhìn Tịnh Tông Chủ, hắn không khiến người thất vọng đúng không? Dứt lời, bà ấy dẫn theo người đàn ông cùng biến mất. Bên kia bờ biển khổ giới, ánh mắt Tịnh Tông Chủ bỗng thay đổi, sau đó đại đạo bí ẩn trên người cô ta bỗng dưng biến mất. Cô ta có thể tiêu diệt đại đạo bí ẩn của biển khổ giới một cách dễ dàng. Tịnh Tông Chủ cách biển khổ giới nhìn Diệp Quân bên bờ phía xa, cô ta im lặng một lúc lâu rồi xoay người rời đi. Lúc trước cô ta đánh cược với người phụ nữ váy trắng, cô A không tin Diệp Quân sẽ buông bỏ sức mạnh vô địch kia vì bạn bè và chúng sinh. Cuối cùng thiếu niên giết rồng cũng sẽ trở thành ác long. Mục đích cuối cùng của tất cả những người muốn xây dựng trật tự đều là hy sinh chúng sinh, giành lấy sức mạnh cường đại hơn. Tổ đạo như thế, những người xây dựng trước đây cũng là như thế. Vì vậy cô ta tin nếu Diệp Quân lấy được sức mạnh vô địch từ chúng sinh thì chắc chắn hắn cũng sẽ bị lạc trong sức mạnh vô địch đó. Nhưng Diệp Quân lại không như thế. Đương nhiên trước đây cô ta tuân thủ trật tự của Diệp Quân không phải vì dò xét mà là đang đánh cược, cược bằng tính mạng của mình. Nếu Diệp Quân không buông bỏ lực lượng kia, cô ta sẽ mãi mãi hóa đá ở nơi này, tự kết liễu mình, vì với cô ta thì trật tự của tổ đạo đã sụp đổ, sứ mệnh của cô ta cũng đã hoàn thành. Nhưng cô ta không ngờ Diệp Quân lại từ bỏ sức mạnh vô địch kia. Mà lúc này, cô ta cũng mới thật sự tin tưởng Diệp Quân, hắn thành lập trật tự cũng không phải vì muốn dựa vào chúng sinh có được sức mạnh cường đại. Thật ra ngay cả cô ta cũng không phát hiện sâu trong nội tâm cô ta rất tin tưởng Diệp Quân, nếu không ngày đó cô ta cũng sẽ không tự tay trấn áp biển khổ giới. Đúng như lời cô ta nói, nếu Diệp Quân thật sự muốn có sức mạnh cường đại hơn, hắn hoàn toàn không cần đi con đường khó khăn như thế. Nhưng cô ta vẫn cần một lý do. Tịnh Tông Chủ bỏ đi. Không ai biết cô ta muốn đi đâu. Núi Phạn Tịnh. Chủ nhân bút đại đạo ngồi trước bàn cờ, tay phải cầm cờ đen, hai mắt đờ đẫn. Ván cờ này ông ta thua hoàn toàn rồi. Ngay từ đầu, Phạn Chiêu Đế mà ông ta chuyên tâm bồi dưỡng giúp đỡ lại là người của Diệp Quân. Lúc này, ông ta bỗng dưng hiểu ra tất cả. Chân thần đang diễn. Tịnh Tông Chủ kia cũng đang diễn. Diễn viên xuất sắc, người này diễn còn giỏi hơn người kia. Lúc này, một người phụ nữ mặc váy trắng bỗng xuất hiện đối diện ông ta, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Chủ nhân bút đại đạo nhìn người phụ nữ váy trắng, một ván nữa. Chịu thua sao? Ông ta không thể chịu thua. Người phụ nữ váy trắng nhẹ nhàng vung tay, tất cả con cờ trên bàn cờ đều biến mất, vì tiểu tử kia, ta mới chơi với ông một chút, ông. Nói đến đây. Bà ta nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, ông thật sự cho rằng ông có tư cách đấu với ta à? Chủ nhân bút đại đạo cười nói với thiên mệnh váy trắng, câu chuyện còn chưa kết thúc mà, không phải sao? Người phụ nữ váy trắng liếc ông ta, đây là chỗ dựa của ông à?
Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu cười khẽ, không phải, ta chỉ muốn đấu thêm một ván nữa không? Thanh Nhi. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh người phụ nữ váy trắng, sau đó, một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện bên cạnh bà ấy. Kiếm chủ nhân gian, Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói với chủ nhân bút đại đạo, ta đánh với ông. Chủ nhân bút đại đạo vội vàng xua tay, đừng đừng, ta không đánh cờ với người mặt dày. Dứt lời, ông ta nhìn về phía Thiên Mệnh váy trắng, chúng a đánh cờ đi. Dù gì Thiên Mệnh cũng là một người coi trọng nguyên tắc, còn tên họ Diệp này là người lừa được cả đạo tâm của mình, không đáng tin cậy chút nào. Người đàn ông áo trắng cười nói, nếu ông không muốn đấu trí thì chúng ta có thể đấu võ. Ông có ngại việc cả nhà ta đấu với một mình ông không? Chủ nhân bút đại đạo. Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói, không cần đâu. Người đàn ông áo trắng cười to. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo hơi khó coi. Người đàn ông áo trắng cầm một quân cờ đen lên rồi đặt xuống, sau đó nói, ta đi rồi, tiếp theo đến lượt ông đấy. Dứt lời, ông ấy kéo người phụ nữ váy trắng rời đi. Một lát sau, cảm nhận được đôi huynh muội này đã đi hẳn, chủ nhân bút đại đạo nhìn quân cờ đen trên bàn cờ. Một lúc sau, ông ta chợt cười kỳ lạ, vua dựa dẫm, vậy chúng ta chơi một ván xem. Sau đó, cơ thể ông ta trở nên hư ảo. Thì ra đây cũng không phải bản thể. Dưới cây sinh mệnh ở nền văn minh thiên hành, nhất niệm nằm im lặng trên đùi Tịnh An. Lúc này, tất cả tu vi của cô ta đều đã không còn, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Tịnh An cho một quả thiên hành vào miệng cô ta, ăn đi. Nhất niệm há miệng cắn nhẹ, nước quả chảy vào miệng, cô ta lập tức nở nụ cười, hương vị đã lâu không được nếm. Tịnh An cười khẽ, sau đó cũng cắn một cái rồi nói, nhất niệm, phản chiêu đế kia đâu rồi? Nhất niệm nhẹ giọng nói, trước đây khi khiêu khích cô ta đã bị giết chết rồi. Tịnh An sửng sốt, nhất niệm há miệng, ăn. Tịnh An vội vàng đặt quả đến bên miệng cô ta, nhất niệm cắn nhẹ, Tịnh An lại hỏi, sao cô có thể? Tiếp tục giả mạo cô ta vậy. Nhất niệm nhai trái cây, nhìn lên cây thiên hành, nhớ lại những chuyện trước đây. Trước đây, trong một vùng tinh không, cô váy trắng kéo tay cô ta, hai người chậm rãi bước đi trong tinh không yên tĩnh. Cô váy trắng hỏi cô ta, thằng bé cần có một đối thủ chân chính, nếu không nó sẽ mãi mãi không thể trưởng thành. Người có sẵn lòng trở thành đối thủ của thằng bé không? Nhất niệm ngẩng đầu nhìn người phụ nữ váy trắng, có thể giúp được tướng công sao? Người phụ nữ gật đầu. Nhất niệm không chút do dự, con đồng ý. Người phụ nữ váy trắng nhìn cô ta, thằng bé sẽ hận ngươi, vô cùng hận ngươi. Nhất niệm hơi thấp thỏm, rất hận con sao? Người phụ nữ gật đầu, ừ. Nhất niệm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cần răng nói, chỉ cần có thể giúp được tướng công, con. Con làm được. Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu nhất niệm. Nhất niệm lén nhìn bà ấy, hơi căng thẳng nói, tiền bối, con. Người phụ nữ dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại của cô ta, gọi cô. Nhất niệm lập tức cười tươi như hoa. Người phụ nữ váy trắng bỗng chậm rãi quay đầu nhìn về hướng nào đó. Bà ấy dịu dàng nói một câu. Nhất niệm. Lúc này, Tịnh An bỗng dưng hô to, cô nhìn kìa, nhìn kìa. Nhất niệm ngẩng đầu nhìn lên, trong thiên địa bỗng xuất hiện vô số sức mạnh ác đạo, theo sự xuất hiện của chúng, toàn bộ nền văn minh thiên hành cũng trở nên đỏ thẫm, nhưng chỉ ngay sau đó, một sức mạnh bí ẩn đã tràn vào thế giới này. Sức mạnh thiện đạo. Nhất niệm sửng sốt. Lúc này, vô số sức mạnh ác đạo và thiện đạo tràn hết vào trong cơ thể cô ta. Trong nháy mắt, tu vi của cô ta đã trở lại thời kỳ đỉnh cao. Đỉnh cao chân chính. Thiện đạo và ác đạo cùng tồn tại. Một mặt ác, một mặt thiện. Lúc ác là phản chiêu đế, lúc thiện là nhất niệm. Thiện ác thay đổi chỉ trong nháy mắt. Nhất niệm hơi nghi ngờ, vì thực lực của cô ta thật sự đã trở về thời kỳ đỉnh cao, không chỉ có sức mạnh ác đạo mà ngay cả sức mạnh cúng tế chúng sinh của tổ đạo cũng có. Mặt. Hơn nữa còn có sức mạnh thiện đạo hoàn toàn mới. Nhưng đáng lý thì lúc tướng công loại bỏ tu vi, những sức mạnh này cũng phải trả về cho tổ đạo mới đúng. Vì có một vài sức mạnh không thuộc về cô ta. Chuyện gì thế này? Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô ta lại bật cười, cô ta nhìn về phía cuối tầm mắt, nơi đó có một người phụ nữ váy trắng quay đầu nhìn cô ta. Rõ ràng là cô tặng cho cô ta. Ác đạo. Thiện đạo và sức mạnh khi cúng tế chúng sinh của tổ đạo cũng đều thuộc về cô ta.
cô ta trở lại thời kỳ đỉnh cao. Sức mạnh dồi dào. Tịnh An cũng cảm nhận được khí thế của nhất niệm thay đổi, cô ta hưng phấn nói, nhất niệm, có phải bây giờ cô lợi hại lắm không? Nhất niệm nhếch môi, cất giọng kiêu ngạo, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là quan chấp hành đứng đầu mạnh nhất từ trước đến giờ của nền văn minh thiên hành. Nghe thấy thế, hai mắt Tịnh An sáng lên, hay quá, cảnh giới của cô là cảnh giới của ta, cô vô địch thì ta cũng vô địch. Ngay sau đó, hai cô gái ôm nhau cười to dưới cây thiên hành. Một lát sau, Tịnh An bỗng nói, nhất niệm, bây giờ cô lợi hại như thế, có thể giúp người khác sống lại không? Nhất niệm lắc đầu, không được, lúc trước ta có thể giúp đại hòa thượng kia của đại thiện tự sống lại là nhờ có cô giúp đỡ. Tịnh An cạp trái cây, được rồi. Vậy cậu cố trở nên mạnh mẽ nhé. Đi thôi, chúng ta đi gặp mọi người ở nền văn minh thiên hành, mọi người rất muốn gặp cô. Nhất niệm cười nói, được, sau khi gặp bọn họ xong, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Tịnh An tò mò hỏi, chuyện quan trọng gì vậy? Bí mật, nhất niệm cười hì hì. Tịnh An hừ một tiếng. Nhưng mà, nhất niệm lại nói, chúng ta lớn lên cùng một cây, nên ta có thể cho cô biết, ta phải đi làm một việc lớn. Hai cô gái nắm tay nhau dỡ oám lên mặt cỏ đi về phía xa, tiếng cười đùa vẫn liên tục vang lên. Cây thiên hành ở phía sau im lặng nhìn hai người chăm chú. Biển khổ giới, Diệp Quân đang hưng phấn dường như nghĩ đến điều gì, hẳn cao mày, tháp ra, ta gạt đi tu vi trên người mình, vậy có phải sức mạnh ác đạo và sức mạnh thiện đạo kia sẽ trả lại cho Phản Chiêu Đế không? Hắn còn nhớ ngày đó Phản Chiêu Đế được một sức mạnh bí ẩn bảo vệ rồi cứu đi. Tiểu tháp trầm giọng đáp, không biết. Diệp Quân im lặng, nét mặt u ám, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại bật cười, hai nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, tự tin nói, gặp lại cô ta chắc chắn sẽ đâm chết cô ta. Bây giờ hắn không có tu vi, nhưng chỉ cần rút kiếm, hắn sẽ là đại đế. Hắn hiện tại không cần sợ Phản Chiêu Đế. Đương nhiên hắn cũng sẽ không coi thường người phụ nữ này, sức mạnh bí ẩn đã cứu cô ta lúc trước không đơn giản. Rõ ràng sau lưng Phản Chiêu Đế còn có người chống lưng. Người chống lưng cho Phản Chiêu Đế là ai? Hà Ẩn cảm thấy rất thắc mắc. Vì chủ nhân bút đại đạo bị phong ấn ở hệ Ngân Hà, có nghĩa người ra tay không phải là ông ta. Không phải chủ nhân bút đại đạo, vậy ai là người cứu Phản Chiêu Đế? Diệp Quân im lặng một lúc lâu, sau đó híp mắt lại, Chiêu Đế, dù người ở sau lưng ngươi là ai, thì ta cũng sẽ giết hết. Lúc này, Tổ đạo bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, y run rẩy nói với Diệp Quân, không phải ngươi đã không còn tu vi rồi à? Diệp Quân gật đầu, phải. Tổ đạo khó hiểu hỏi, vậy ta thì sao, tu vi của ta đâu? Diệp Quân nhìn tổ đạo. Sao có thể không biết được, tổ đạo nôn nóng đến nổi nhảy cẳng lên ta. Ta vẫn có thể cảm nhận được tu vi của mình, tu vi của ta vẫn còn. Ngươi đẩy tu vi của ta cho ai rồi? Diệp Quân nhìn y, ta thật sự không biết. Đại ca à, tổ đạo bỗng nhào tới trước mặt Diệp Quân, sau đó quỳ xuống, cha ơi, ông nội ơi. Cậu lại tản tu vi một lần nữa, thử một lần nữa đi, đẩy tu vi của ta lại cho ta, đẩy lại cho ta. Diệp Quân bất đắc dĩ nói, ta không còn chút tu vi nào nữa cả, sao có thể đẩy cho ngươi được, yêu cầu này của ngươi có hơi quá đáng đói. Tổ đạo ngồi khuỵu xuống đất, lẩm bẩm như mất hồn, chúng sinh của vũ trụ cấp 10 sống lại. Mấy người Lăng Tiêu cũng sẽ sống lại. Từ khi bè đầu trận chiến với vũ trụ cấp 10 đến nay, mọi người đều sống yên ổn với nhau, bây giờ. Lại chỉ có mình ta chịu khổ. Nói đến đây, y tự thấy đau khổ, sau đó nằm thẳng xuống đất khóc to. Nhìn tổ đạo lăn lộn dưới đất, Diệp Quân đi tới vỗ vai an ủi y, đừng khóc, không phải chỉ là không có tu vi thôi à, ngươi nhìn ta đi, không phải ta cũng không có tu vi sao, ta có hoảng hốt chút nào đâu. Có một câu tục ngữ rất đúng, mỗi lần thất bại đều là khởi đầu mới, chỉ cần kiên trì không từ bỏ thì sẽ có ngày thành công, A Tổ, ta tin ngươi làm được. Tổ đạo nằm dưới đất khóc to, cút, ngươi cút cho A, ta. Hiểu rồi, gặp phải các ngươi là xui xẻo tám đời của ta. Diệp Quân nhìn tổ đạo, lắc đầu thở dài, A Tổ, dù gì ngươi cũng là tổ đạo, mới gặp thất bại một tí mà đã chán trường lười biếng, không chịu cố gắng thì sau này làm sao làm được việc lớn. Tốt xấu gì bây giờ ngươi cũng còn có chút tu vi, ngươi nhìn ta đi, ta làm gì còn chút tu vi nào, cứ khóc lóc như thế thì còn thể thống gì nữa. Tiểu tháp, tổ đạo ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân, run rẩy nói, ngươi là ma quỷ phải không? Diệp Quân,
Diệp Quân không quan tâm đến tổ đạo đang khóc lóc nữa, hắn cũng không thông cảm cho tên này được, lúc trước y từng giết hại chúng sinh, còn ác hơn cả phản chiêu đế nữa. Đương nhiên hẳn cũng tò mò là tại sao hẳn đã đẩy tu vi đi rồi, nhưng nó lại không quay lại chỗ y. Chẳng lẽ vì làm nhiều chuyện ác quá nên gặp báo ứng sao? Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn xoay người nhìn về phía bờ đối diện, hẳn mở lòng bàn tay, biển khổ giới hơi dao động, sau đó, mặt nước của biển khổ giới bỗng di chuyển, trong nháy mắt, vô số nước biển dâng lên cao, cuối cùng biến thành một giọt nước lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Hẳn có thể thu nước biển khổ giới vào tay không phải nhờ vào tu vi, hiện tại hắn không có tu vi, mà là nhờ thuyền Bỉ Ngạn. Diệp Quân bỏ giọt nước biển khổ giới vào trong thuyền Bỉ Ngạn, hẳn xoay người đi về phía xa, chỉ trong nháy mắt, hắn đã tới bờ đối diện. Lúc này, Tịnh Tông chủ cũng không còn ở đây, chỉ còn lại vụn đá rơi đầy dưới đất. Diệp Quân cau mày, Tịnh Tông chủ đâu rồi? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Tịnh Tông chủ đâu cả, chẳng lẽ cô ta đi rồi? Tiểu Tháp bỗng hỏi, tiếp theo ngươi định thế nào? Diệp Quân nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, tu luyện. Dù kiếm Thanh Huyên đã đạt đến cảnh giới đại đế, nhưng bản thân hắn thì chưa. Dù gì cũng có chút khác biệt. Nếu bản thân hắn cũng đạt đến đạo chi ngoại, cũng có. Nghĩa là cảnh giới đại đế, lại kết hợp với kiếm Thanh Huyên. Thì có thể nói hắn sẽ trở thành một tồn tại vô địch trong cảnh giới đại đế. Hơn nữa tình hình hiện tại của Ha không tốt chút nào. Lúc trước khi trở thành đại đế, thần thức của hắn di chuyển qua vô số thời không tuế nguyệt, nhìn thấy cao thủ cao cấp của vô số nền văn minh, nếu hẳn là đại đế thì không cần gì phải lo lắng với những nền văn minh và những cao thủ kia nữa. Nhưng hiện tại hẳn đã không còn là đại đế. Khi hẳn loại bỏ tu vi, tất cả cao thủ của các nền văn minh đều đã cảm nhận được, cô nói đúng, mỗi thời đại của vũ trụ này chỉ có thể xuất hiện một đại đế, bây giờ hắn loại bỏ tu vi, những gia tộc, Tiên Tông muốn có đại đế xuất hiện và vô số cao thủ của các nền văn minh sao có thể bỏ qua cho hắn được. Lúc thành đế, mọi người không thể không phục tùng. Nhưng bây giờ hắn đã không còn là đại đế nữa. Ai mà chịu phục tùng hắn chứ? Hơn nữa, giết hẳn rồi sẽ có thể giành được số mệnh đại đế mới. Những gia tộc đại đế, Tiên Tông và những nền văn minh bí ẩn đã cam chịu vô số năm kia sao có thể từ chối cám dỗ này được? Chưa nói đến việc hiện tại hẳn còn có thần khí là thuyền Bỉ Ngạn. Đáng sợ nhất là người phụ nữ phản chiêu đế này còn sống, sau lưng cô ta còn có một cao thủ bí ẩn. Nhớ đến phản chiêu đế này, hắn cũng cảm thấy hơi áp lực. Từ khi tu luyện đến nay, hắn còn chưa gặp một kẻ thù nào như phản chiêu đế, dù có tự tìm đường chết đến mức nào cũng sẽ không chết, thực lực còn ngày càng lớn mạnh hơn. Thật sự quá khó tin. Đặc biệt là khi cô ta khiêu khích cô cũng luôn không phản ứng. Lúc này, tiểu hồn bỗng cất lời, tiểu chủ, ta muốn nói với người một sự thật tàn khốc. Diệp Quân hoảng hốt, người đừng có dọa ta. Tiểu hồn cười hì hì, không phải dọa người đâu, chủ nhân, thật ra đây là một chuyện tốt, đó là ta cần bế quan một khoảng thời gian. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Tiểu hồn giải thích, ta vì người mà sống lại một kiếp, sau khi lột xác, ta phải thành lập đạo thống của riêng mình. Diệp Quân hơi nghi ngờ, người muốn thành lập đạo thống của riêng mình. Tiểu hồn đáp, đúng thế. Nét mặt Diệp Quân trở nên kỳ lạ. Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, đến cấp bậc này, ta đã không còn là một thanh kiếm nữa nói. Nói hơi bất kính một tí thì chỉ cần ta muốn, ta cũng có thể trở thành chủ nhân của người. Diệp Quân, tiểu tháp cạn lời, cả nhà này đều có máu phản bội cả. Hi hi, tiểu hồn cười đùa, đùa thôi. Ta sẽ mãi mãi trung thành với tiểu chủ chính là ông trời của ta. Diệp Quân lách đầu cười khẽ. Tiểu hồn nói tiếp, ta muốn bế quan thành lập đạo thống trật tự, đợi sau khi chủ nhân đạt đến đại đế, thành lập đạo thống của mình, chúng ta hợp nhất với nhau, hai người hợp nhất, tồn tại vô địch, đừng nói là vũ trụ này, dù với cha ngươi, chúng ta cũng có thể đấu tay đôi. Diệp Quân, tiểu tháp, Diệp Quân xa sầm mặt. Tiểu hồn hơi tự tin quá rồi. Tiểu hồn nói một cách khí phách, nếu chúng ta hợp đạo, đến lúc đó chúng ta chắc chắn có thể đánh cho kiếm hành đạo và kiếm tổ tè ra quần. Diệp Quân càng nghe càng sợ hãi, mẹ kiểm, tiểu hồn này có tự tin quá không vậy? Tiểu tháp nhẹ giọng nói, tiểu hồn đúng là có lý tưởng. Sau đó, nó bỗng khẽ thở dài, những năm qua mình thật sự quá thảm hại, còn không bằng cả tiểu hồn có lý tưởng như thế, còn nó cả ngày chỉ muốn ăn hại.
đúng là quá thất bại. Diệp Quân vội nói, lúc ngươi bế quan, có phải ta không thể sử dụng ngươi không? Tiểu hồn đáp, có thể sử dụng, nhưng vũ trụ này đã không còn cao thủ đáng để ta ra tay nữa rồi, ta cho người một tia kiếm ý, người cầm kiếm ý của ta, chỉ cần là thời đại không có đại đế xuất hiện, tiểu chủ người hoàn toàn có thể tự vệ. Ngay sau đó, một tia kiếm ý bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, kiếm ý ngưng tụ thành một thanh kiếm thanh huyên. Kiếm thanh huyên cấp thấp. Diệp Quân nhìn thanh kiếm thanh huyên cấp thấp này, chỉ cảm thấy rất đau đầu, chuyện gì thế này? Nhưng hẳn cũng chỉ có thể chấp nhận, nếu không có đại đế, hắn sử dụng thanh kiếm thanh huyên cấp thấp này, nếu không gặp cao thủ như chân thánh Hạo Nhiên hay Quân Vũ, thì đối phương hoàn toàn không thể làm gì hẳn cả. Nghĩ vậy, Diệp Quân cất lời, vậy ngươi mau đi thành lập đạo thống đi. Hắn rất chờ mong với việc tiểu hồn muốn thành lập đạo thống, vì tiểu hồn muốn thiết lập đạo thống trật tự, cũng có thể xem là đạo của hắn, sau này hắn cũng sẽ thành lập một đạo thống trật tự, một người một kiếm hợp đạo. Chắc chắn là một chuyện vô cùng đáng sợ. Tiểu hồn nói, ta vào tiểu tháp bế quan đây. Dứt lời, nó biến thành một tia kiếm quang tiến vào trong tiểu tháp. Tiểu tháp bỗng cảm thán, nó thật sự công nhận ngươi rồi. Phải biết rằng tiểu hồn không phải là kiếm của Diệp Quân, mà là kiếm của cha hẳn, những năm gần đây, dù vẫn luôn đi theo Diệp Quân, nhưng nói một cách nghiêm chỉnh thì thật ra nó vẫn chưa từng thật sự công nhận Diệp Quân. Có điều bây giờ thì khác, nó có thể cảm nhận được tiểu hồn đã thật sự công nhận Diệp Quân. Đương nhiên cũng là bình thường thôi, vì Diệp Quân mà tiểu hồn sống lại một đời, đột phá giới hạn của bản thân. Có thể nói bây giờ hai người họ thật sự là một thể. Kiếm vì người mà vinh, người vì kiếm mà mạnh. Diệp Quân bật cười, đi, đi gặp mấy đại ca đi. Vũ trụ cấp 10 tái sinh, vô số sinh linh sống lại, ký ức của họ cũng không biến mất, vì thế vô số sinh linh đều biết mình sống lại là nhờ ai. Diệp Quân, cái tên này như một hạt giống trồng sâu trong lòng vô số sinh linh. Thiên mộ giới, lúc Diệp Quân đi tới nơi này, mấy người Lăng Tiêu đã đợi đây từ lâu, rõ ràng là đang đợi hắn. Thấy mọi người, Diệp Quân lập tức chạy tới, hưng phấn nói, đại ca, nhị ca, tam tỷ. Lăng Tiêu cười to, tiếng cười hào sảng giống hết trước đây, nhóm quân đế sau lưng hẳn cũng đồng loạt bật cười. Bọn họ không ngờ lại có ngày gặp lại nhau lần nữa, điều này thật sự rất giống một giấc mơ. Diệp Quân ôm chặt lấy nhóm người Lăng Tiêu, thấy mọi người xuất hiện trước mặt mình một lần nữa. Hốc mắt của hẳn lập tức đỏ lên. Mấy người họ tán gẫu một lát thì Lăng Tiêu chợt nói, chúng ta phải đi rồi. Diệp Quân sửng sốt, đi á? Lăng Tiêu gật đầu, ta muốn đi lịch luyện để đột phá lên đế cảnh. Đế cảnh? Diệp Quân hơi khiếp sợ, đại ca, huynh. Lăng Tiêu chớp mắt, đệ không biết à? Diệp Quân hơi nghi ngờ. Lúc này, tam tỷ ở bên cạnh khế mỉm cười, bây giờ đại ca là bán bộ đạo chi ngoại. Diệp Quân vội vàng nhìn về phía Lăng Tiêu, nhưng vì hắn đã không còn tu vi nữa, nên hoàn toàn không thể nhìn thấu được cảnh giới tu vi của Lăng Tiêu, nhưng hẳn biết tam tỷ sẽ không lừa hẳn, vì thế nói, đại ca, chuyện gì thế này? Lăng Tiêu cười nói, đầu nhờ đệ cả. Tam tỷ ở bên cạnh tiếp lời, tiểu cửu, đệ không biết thôi, sau khi chúng ta sống lại, không chỉ tu vi và thực lực tăng mạnh mà hơn nữa còn lột xác, mệnh cách, căn cơ và thiên phú đều thay đổi. Mạnh gấp 10 lần trước đây, đặc biệt là đại ca, huynh ấy là người đầu tiên dâng tế bản thân và sống lại, vì thế vào khoảnh khắc sống lại, huynh ấy đã tăng thẳng đến bán bộ cảnh chi ngoài, với thiên phú của đại ca, chắc chắn sẽ có một ngày huynh ấy có thể thành đế. Nghe thấy lời của tam tỷ, Diệp Quân vui vẻ vô cùng, hẳn không ngờ sau khi sống lại, mệnh cách, căn cơ và thiên phú của những huynh đệ này đều thay đổi, đây thật sự là một chuyện rất tốt. Tiểu tháp thầm nói nhỏ trong lòng. Hôm nay những người từng chết vì tiểu tử này đều được báo đáp rồi. Lăng Tiêu bỗng cười to, tiểu cửu, mục tiêu của đệ cũng là trở thành đế đúng không? Diệp Quân gật đầu. Vào lúc kiếm của hắn thành đế, thật ra thì những người khác hoàn toàn không biết. Diệp Quân cười nói với Lăng Tiêu, đại ca, vậy huynh phải cố gắng lên, mục tiêu của ta cũng là thành đế. Nghe nói trong toàn bộ vũ trụ chỉ có một người được thành đế thôi, ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Lăng Tiêu cười vỗ vai Diệp Quân, nếu ta thành đế, ta sẽ bảo vệ đệ, nếu đệ thành đế, đệ phải bảo vệ ta, huynh đệ chúng ai thành đế cũng như nhau thôi. Nghe thấy thế, Diệp Quân thầm thấy ấm áp. Lăng Tiêu lại nói, bây giờ nhị ca và tam tỷ của đệ đều đã đạt tới chân thánh đỉnh cao, ta quyết định dẫn họ đi lịch luyện,
để họ đạt đến đạo chi ngoại. Diệp Quân cười nói, được. Sau đó, hắn lấy một ít tỉnh thạch đặc biệt ra đưa cho mọi người, đây là thứ lấy được khi hấp thu tim ác đạo của Phản Chiêu Đế. Trong trái tim ngoài sức mạnh ác đạo và sức mạnh thiện đạo vô cùng vô tận còn có rất nhiều thần vật, có một bộ giáp rất đặc biệt, hẳn còn chưa kịp nhìn kỹ. Diệp Quân cũng không biết những tinh thạch đặc biệt này là linh tinh gì, linh khí ẩn chứa bên trong vô cùng nồng đậm, là linh tinh tốt nhất mà hắn từng thấy. Lăng Tiêu cũng không từ chối, ông ta nhận lấy những tinh thạch kia, cười nói, tiểu cửu, gặp lại sau. Dứt lời, ông ta dẫn theo nhóm quân đế bay lên cao, biến mất cuối tinh hà. Tam tỷ không đi, cô ta đi tới trước mặt Diệp Quân, mỉm cười hỏi, cô của đệ đâu? Diệp Quân cười đáp, hình như đi rồi. Tam tỷ gật đầu, bà ấy rất tốt với đệ. Dứt lời, cô ta vỗ vai Diệp Quân, bảo trọng. Sau đó, cô ta xoay người biến thành một tia sáng bay lên cao, nhanh chóng biến mất cuối tinh hà. Diệp Quân đứng im tại chỗ một lúc lâu, sau đó bỗng nở nụ cười. Hắn xoay người đi tới Vương Triều Thiên Mộ. Vương Triều Thiên Mộ, thiên thần đứng trước đại điện, mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt. Không phải mình đã chết rồi sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Thiên thần cảm thấy có chút không chân thực, gã nhéo. Mình một cái thật mạnh, cơn đau dữ dội khiến gã hiểu rõ không phải mình đang nằm mơ. Gã còn sống. Đúng lúc này, cửa đại điện cách đó không xa đột nhiên mở ra, tiếp đó, một người phụ nữ mặc đồ chẳng chậm rãi bước vào, vẻ mặt bà cũng vô cùng mờ mịt. Tân nương nương, mẹ, thấy người phụ nữ kia, thiên thần đột nhiên run giọng gọi lên. Mà khi nhìn thấy thiên thần, cơ thể của tân nương nương cũng thoáng run lên, bà ta vội chạy đến trước mặt thiên thần rồi ôm chặt lấy con trai mình vào lòng, nước mắt lưng tròng. Vẫn còn sống, là Diệp huynh. Lúc này, thiên thần đột nhiên nói, là huynh ấy, là huynh ấy. Diệp Quân tiêu tán tu vi của bản thân để chúng sinh được sống lại một đời, khoảnh khắc hắn tiêu tán tu vi đó. Đã tạc ghi mãi mãi trong đầu chúng sinh. Tân nương nương gật đầu, vẻ mặt phức tạp, bà ta cũng không ngờ thiếu niên kia lại tự tiêu tán tu vi vô địch của mình. Thần huynh! Lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Thiên thần và tân nương nương cùng nhau nhìn lại, khi thấy là Diệp Quân thì cả hai mẹ con đều ngẩn ra, thiên thần vội bước đến trước mặt Diệp Quân rồi ôm chặt lấy hắn, cười ha ha. Tân nương nương cũng bật cười, để mẹ đi nấu ăn cho hai đứa. Diệp Quân nhìn về phía tân nương nương, cười nói, làm phiền bá mẫu rồi. Tân nương nương khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Một lát sau, Diệp Quân và thiên thần đã ngồi đối diện nhau, tân nương nương làm vài món ăn, không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là một vài món đơn giản để ăn sáng. Diệp Quân lấy hai bình rượu ra, hắn rót cho thiên thần một chén, mình một chén rồi nói, thần huynh, cạn. Thiên thần cười ha ha, cạn. Hai người uống một hơi cạn sạch. Thiên thần lau khóe miệng, sau đó đánh giá Diệp Quân một lượt, không còn tu vi nữa. Diệp Quân gật đầu, không còn. Thiên thần tắt dần nụ cười, toán gì không? Vậy sau này huynh có tính? Diệp Quân cười nói, đi được bước nào thì tính bước nấy, huynh thì sao, sau này có định làm gì không? Thiên thần trầm giọng nói, tu luyện. Diệp Quân gắp một miếng thịt cho vào miệng rồi cười nói, không muốn làm thiên cổ nhất đế nữa à? Thiên thần lắc đầu, ta phát hiện mình không hợp làm hoàng đế lắm, ta vẫn thích tự do phiêu lưu hơn. Nói rồi, gã đưa mắt nhìn tân nương nương vẫn đang ngồi bên yên lặng rót rượu cho hai huynh đệ, ta muốn trước tiên dẫn mẹ đi ngao du khắp nơi, sau đó bắt đầu tu luyện lại, trở thành cường giả mạnh nhất thế gian, ta cũng không thể làm kỳ đà cản mũi huynh mãi được. Gã biết tuy Diệp Quân không còn tu vi, nhưng với thiên phú của Diệp Quân thì tu luyện lại cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Diệp Quân gật gật đầu, có không? Gì cần ta giúp một tay? Thiên thần cười nói, giới thiệu nơi nào tốt cho huynh đệ đi. Diệp Quân đáp, vậy thì đến hệ Ngân Hà đi. Nơi đó có một câu lạc bộ vô biên, huynh có thể đến đó rồi báo tên ta ra, ở đó sẽ có một người huynh đệ tốt tiếp đón huynh. Thiên thần lại uống một chén rượu, cười nói, được, vậy trước hết ta sẽ dẫn mẹ đến câu lạc bộ vô biên. Diệp Quân dưới một lúc rồi nói, huynh đi một mình đi. Thiên thần lắc đầu, nhưng năm gần đây ta cứ lang bạt phất phơ, chưa từng tận hiếu một lần, lần này muốn dẫn mẹ đi ngao du một khoảng thời gian. Diệp Quân nhìn thiên thần, vậy chúc huynh nhiều may mắn. Cứ như vậy, hai huynh đệ người rót kẻ uống qua lại đến nửa đêm, thiên thần không sử dụng tu vi nên chỉ một chốc đã uống đến say mềm, bắt đầu ăn nói linh tinh,
Diệp Quân thì không có tu vi nên uống nhiều rồi cũng bắt đầu nói năng loạn xạ. Ta muốn treo cha lên đánh một trận, ta muốn trói ông nội lại đá một phen, ta muốn cột đại bá lại đấm một lần. Còn cô, thôi để đánh lại cha thêm một lần nữa đi. Lúc hửng sáng, khi thiên thần tỉnh lại thì đã không thấy Diệp Quân đâu nữa. Thiên thần lắc lắc đầu, huyền khí trong cơ thể trào ra, trong tích tắc cảm giác say đã biến mất. Bấy giờ, tân nương nương đi vào, bà ta bưng một tách trà nóng đưa đến trước mặt thiên thần, hẳn đi rồi. Thiên thần nhận lấy tách trà nóng nhưng không vội uống, gã nhìn ra ngoài điện, khẽ nói, mẹ, con muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ khi trở nên mạnh mẽ con mới có thể bảo vệ được những người ở bên cạnh. Tần nương nương gật đầu, ừ. Thiên thần đột nhiên đứng dậy, đi thôi, chúng ta đến hệ ngân hà dạo chơi. Tần nương nương nhoẻn miệng cười, nghe theo con. Sau khi sống lại một đời, bà ta đã hiểu ra rất nhiều chuyện, lúc trước ở trong hoàng cung ngày ngày đều phải tính kế lừa người. Những năm tháng đó chẳng có gì hay ho, bây giờ bà ta chỉ muốn sống một cuộc đời thật trọn vẹn. Như nghĩ đến điều gì đó, tân nương nương nói, đi chào tạm biệt với đại ca con đi. Thiên thần gật đầu, gã đứng dậy đi ra ngoài điện, vừa ra ngoài đã thấy thiên hình đang đi đến từ đằng xa. Thiên thần cười chào, đại ca, lâu rồi không gặp. Thiên hình hỏi, đệ sắp đi. Thiên thần gật đầu, muốn đến nơi nào đó dạo chơi. Thiên hình nhìn gã, không muốn làm hoàng đế nữa à? Thiên thần cười ha ha, không làm nữa, làm hoàng đế chẳng có gì hay ho, để thích tự do khoáng đạt, phiêu lưu khắp. Nơi! Nói rồi, gã nhìn thiên hình rồi nghiêm mặt lại, đại ca, huynh thích hợp làm hoàng đế hơn đệ, đệ tin dưới sự dẫn dắt của huynh, vương triều thiên mộ chắc chắn sẽ ngày một tốt. Đẹp hơn, vượt xa tổ tiên năm đó. Thiên hình im lặng một lúc rồi khế gật đầu, nhớ thường xuyên về thăm huynh đấy. Thiên thần cười nói, tất nhiên rồi, đây cũng là nhà của đệ mà. Thiên hình nở nụ cười, thiên thần cũng cười lên. Ân oán nhiều năm giữa hai huynh đệ đều tan biến vào giờ phút họ cũng bật cười này. Sau khi thiên thần dẫn tân nương nương rời đi, thiên hình rời khỏi tiểu tháp để đi tìm Diệp Quân, gã biết rõ vương triều thiên mộ không thể cứ mãi ở trong tiểu tháp được. Linh khí trong tiểu tháp không phải vô cùng vô tận, nhiều sinh linh sống ở đây như vậy, chẳng mấy chốc linh khí trong. Tiểu tháp cũng sẽ bắt đầu dần cạn kiệt. Huynh muốn để vương triều thiên mộ gia nhập thư viện quan huyên. Diệp Quân nhìn thiên hình trước mắt, nghiêm túc hỏi. Thiên hình gật đầu, gã biết rõ thời đại bây giờ có hàng ngàn gia tộc đang mọc lên như nấm, nguy cơ tứ phía, nếu vương triều thiên mộ không gia nhập thư viện quan huyên thì căn bản không có đường sống. Ngược lại. Chỉ cần gia nhập thư viện quan huyên thì vương triều thiên mộ sẽ có thể phát triển nhanh chóng. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, không phải là không thể, nhưng huynh nên hiểu nếu gia nhập thư viện quan huyên thì có ý nghĩa như thế nào. Thiên hình cười nói, tất nhiên rồi. Gia nhập thư viện quan huyên có nghĩa là phải tuân theo trật tự, tuân theo quan huyên pháp. Thiên hình lại nói, thật ra ta đã sớm phổ cập quan huyên pháp, bây giờ quan huyên pháp đã thay thế luật pháp vương triều thiên mộ ta. Thêm vào vương triều thiên mộ cũng nhờ vào Diệp huynh mới có thể tránh thoát được kiếp nạn tổ đạo tế chúng sinh, bởi vậy bây giờ vương triều thiên mộ ta không chút bài xích nào với việc gia nhập thư viện quan huyền. Diệp Quân gật gật đầu, được, có thời gian ta sẽ phái người đến bàn bạc với huynh. Thiên hình cười nói, được, nói xong, gã định rời đi nhưng như chợt nhớ đến điều gì đó, nên quay lại nhìn Diệp Quân, Diệp huynh, huynh thật sự không có chút tu vi nào hết à. Diệp Quân gật đầu. Thiên hình cười nói, không có tu vi không đồng nghĩa với việc không có sức chiến đấu, đúng không? Diệp Quân cười ha ha. Thiên hình không nói gì nữa, xoay người rời đi. Sau khi thiên hình sau khi rời đi, Diệp Quân đi tới trước nền thế giới văn minh cấp 9 lúc trước, hắn xòe tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, chẳng mấy chốc, từng luồng ánh sáng vàng tuôn ra ngoài, trong chớp mắt, vương triều thiên mộ đã trở về với vũ trụ hiện thực. Sau khi sắp xếp xong những chuyện này, hẳn rời khỏi tiểu tháp, sau đó mượn sức mạnh của tiểu tháp đã đến văn minh bỉ ngạn, bây giờ nền văn minh bỉ ngạn đã hoàn toàn khôi phục lại như trước. Bây giờ chúng sinh kiếp sau của văn minh bỉ ngạn đã hoàn toàn tín ngưỡng Diệp Quân một cách thuần túy, nếu như ban đầu họ tín ngưỡng Diệp Quân là vì thuyền bỉ ngạn, thì bây giờ họ tín ngưỡng Diệp Quân là vì hắn đã chiến đấu vì nền văn minh bỉ ngạn, xua đi sự xâm chiếm của đế tộc. Tất nhiên cũng không thể không phủ công của giáo chủ. Khoảng thời gian này ông ta vẫn luôn làm công tác tư tưởng cho chúng sinh của nền văn minh bỉ ngạn. Nền văn minh bỉ ngạn,
bên trong thánh đường. Diệp Quân ngồi ở ghế chính giữa, giáo chủ đứng cung kính ở một bên, mà phía dưới là một nhóm đại chủ giáo và một nhóm cường giả của Bỉ Ngạn giới. Tuy rằng Diệp Quân hiện tại không còn tu vi, nhưng tất cả mọi người đều cung kính đứng chờ hẳn. Diệp Quân đột nhiên cười nói, lần này nhờ có chư vị giúp đỡ, cảm ơn rất nhiều. Giáo chủ vội hỏi, thánh tử, ngài nói gì vậy? Nếu lần này không nhờ có ngài thì e là nền văn minh Bỉ Ngạn đã sớm hóa thành cho tàn, chúng ta mới là người nên tạ ơn. Nhóm chủ giáo còn lại cũng dồn dập tỏ cùng thái độ, đối với Diệp Quân, bọn thật sự cảm kích từ tận xương tủy. Diệp Quân nở nụ cười, sau đó nói, đầu là người một nhà, chúng ta đừng khách sáo với nhau như vậy. Người một nhà. Diệp Quân vừa nói câu này thì đã khiến cho mọi người có mặt ở đây như mở cờ trong bụng, ai nấy cũng đều nở nụ cười. Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía chú Hàn cách đó không xa, các ngươi đã nghiên cứu thời không đặc thù này đến mức nào rồi. Chú Hàn cười nói, thu hoạch được rất nhiều, bây giờ chúng ta lợi dụng một ít thần khí để chuyển hóa sức mạnh thời gian đặc thù trong đó đi ra, rất thành công. Mà bây giờ chúng ta đã bè đầu hòa trộn sức mạnh thời gian đặc thù đó vào các loại công pháp cùng võ kỹ, chỉ cần thêm thời gian, thực lực tổng hợp của nền văn minh Bỉ Ngạn sẽ được nâng lên rất nhiều. Nói đến đây, cô ta nhìn Diệp Quân một cái rồi nói tiếp, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu không? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Quân. Ai cũng có chút sốt ruột, Diệp Quân chỉ cười nói, tất nhiên là được rồi. Nghe vậy, mọi người đều nở nụ cười. Cuối cùng, Diệp Quân đưa ra yêu cầu của mình, hẳn hy vọng nền văn minh Bỉ Ngạn cũng sẽ gia nhập thư viện Quan Huyên. Sau khi nghe Diệp Quân nói vậy, mọi người đều rơi vào im lặng. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, lúc này, giáo chủ đột nhiên lên tiếng, thánh tử, chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng người ngoài thì... Ngài cũng biết cho tới bây giờ... Thuyền Bỉ Ngạn là tín ngưỡng của chúng ta. Nói đến đây, ông ta đi đến trước mặt Diệp Quân, nghiêm túc nói, thánh tử, nếu ngài tin tưởng ta thì cứ giao chuyện này cho ta. Chỉ cần một chút thời gian, ta đảm bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa được chuyện này, dân chúng của chúng ta có tính giác ngộ rất cao. Diệp Quân nhìn giáo chủ, thấy Diệp Quân nhìn mình, giáo chủ vội vàng cúi người một cách kính cẩn. Diệp Quân khẽ mỉm cười, người này là người làm nên chuyện lớn. Diệp Quân võ nhẹ vai giáo chủ, ông rất tốt, với năng lực và thiên phú của giáo chủ thì muốn đặt chân đến chân thánh cũng không phải là việc khó. Nghe vậy, giáo chủ mừng rỡ trong lòng, vội vàng cung kính nói, nguyện dốc lòng làm việc cho viện trưởng. Diệp Quân nở nụ cười, sau đó nhìn về phía mọi người, việc cấp bách là phải nâng thực lực tổng hợp của nền văn minh Bỉ Ngạn lên, bởi vậy chư vị có thể tiếp tục tu luyện và nghiên cứu ở trong tiểu tháp. Bây giờ hắn muốn bắt đầu phát triển lại thực lực tổng hợp. Mà trong tất cả các nền văn minh hắn quản lý, văn minh Bỉ Ngạn chắc chắn là mạnh nhất. Hắn muốn bồi dưỡng ra nhiều chân thánh hơn, thậm chí là cường giả bán bộ đạo chi ngoại. Như vậy không chỉ có thể giúp hắn mà nền văn minh Bỉ Ngạn cũng có thể tự vệ, hơn nữa nếu thực lực của chúng sinh tín ngưỡng hắn càng mạnh, thì hắn cũng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì lúc trước thần thức của hắn đã đảo qua lại nhiều vũ trụ tỉnh hà, gặp được rất nhiều nền văn minh và các cường giả khác nhau. Nếu so với họ thì nền văn minh Bỉ Ngạn hiện giờ quả thật vẫn còn rất yếu, đừng nói là nền văn minh Bỉ Ngạn, cho dù là đế tộc cũng không đủ. Nghe Diệp Quân nói thế, mọi người trong điện đều vui vẻ không thôi, Diệp Quân vẫn còn coi trọng nền văn minh Bỉ Ngạn, mà có sự trợ giúp của hắn, thực lực tổng hợp của nền văn minh Bỉ Ngạn chắc sẽ được tăng lên rất nhiều lần. Diệp Quân bàn bạc với mọi người xong xuôi thì hắn đi vào tiểu tháp, hắn muốn đến vũ trụ Quan Huyên, nhưng lại không thể đến được. Chuyện này khiến hắn hơi nghi hoặc, cô vẫn chưa cho hắn vào. Diệp Quân đứng trước thời không đặc biệt kia, nhíu mày lại. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, cô của ngươi hẳn có suy nghĩ riêng của mình. Diệp Quân đứng trước mảnh thời không thần bí kia, im lặng một lúc rồi cũng xoay người rời đi. Như tháp gia nói, bây giờ hẳn chưa vào được thì chạc hẳn là do cô có sắp xếp riêng. Một chốc sau Ha đã đến nơi tiểu hồn tu luyện. Tiểu hồn đang ở khu vực bị kiếm ý trật tự ngăn cách kia, hơi thở bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ. Tiểu tháp đột nhiên thở dài trong lòng, trải qua chuyện này nó cũng đã hiểu rất nhiều chuyện, tiểu hồn cũng có ước mơ của riêng mình, tháp ra nó không thể cứ sống tiếp như vậy được nữa. Nó cũng muốn tìm cách xưng đế. Nếu không thì càng ngày nó càng bị mất cảm giác tồn tại. Phải biết là nó là người theo Dương Diệp sớm nhất, nhưng bây giờ Nhị Nha và Tiểu Bạch càng ngày càng mạnh. Kiếm tổ đã là một trong ba thanh kiếm mạnh nhất.
mà khỏi nói đến bọn họ, ngay cả kiếm Thanh Huyên bây giờ cũng mạnh hơn so với nó. Sống phí hoài 5 tháng quá, tiểu tháp lại thở dài lần nữa. Cứ sống tiếp như thế thì tháp gia nó sẽ trở thành vô biên chủ thứ hai mất. Diệp Quân nhìn tiểu hồn ở phía xa, một lát sau, hắn nở nụ cười vì chợt nghĩ đến một chuyện, đó là sau khi chúng sinh vũ trụ cấp 10 sống lại, dù mọi người đều biết là nhờ Diệp Quân hắn mà họ mới được sống, nhưng vẫn có người không chân chính tín ngưỡng hẳn. Nếu có một ngày, toàn bộ chúng sinh của vũ trụ cấp 10 cam nguyện tín ngưỡng hắn thì kiếm ý trật tự của hắn còn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều nữa. Tất nhiên hắn cũng sẽ không cưỡng chế chúng sinh của vũ trụ cấp 10 phải hoàn toàn tín ngưỡng hẳn, bởi vì với hắn mà nói, bây giờ phải nhanh chóng phổ cập quan huyên pháp đến toàn bộ vũ trụ cấp 10, để vô số sinh linh có thể phát triển hơn. Nếu dùng vũ lực cưỡng ép họ tín ngưỡng thì đó là ức hiếp, cũng là làm nhục chúng sinh. Như cô từng nói, người đối xử tử tế với chúng sinh cũng sẽ đối xử ôn hòa với ngươi. Tấm lòng của mọi người đều rõ như trăng tuyết. Bởi vậy việc Diệp Quân hắn cần làm là phải ủng hộ toàn bộ vũ trụ cấp 10. Lấy trật tự làm trụ cột, đi trên con đường vô địch của chính hắn. Một lát sau, Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, mượn sức mạnh của tiểu tháp để đến chiến trường Bỉ Ngạn. Khi đến nơi đây thì hẳn nhìn thấy Quân Vũ, bên cạnh Quân Vũ còn có nhóm chân thánh Hạo Nhiên. Bởi vì chuyện hắn tiêu tán đạo pháp nên những người tín ngưỡng hẳn đã chết vì kiếp nạn này đều đã được sống lại hết. Nếu như lúc trước bọn họ không tín ngưỡng Diệp Quân thì đã không thể sống lại được một đời, nhưng khi bọn họ lựa chọn tín ngưỡng hẳn thì dù có chết vì kiếp nạn cũng có thể sống lại. Tất nhiên bọn họ cũng không rõ là ai đã giúp họ sống lại, bọn họ chỉ biết vì Diệp Quân tán đạo nên họ mới được sống, không chỉ thế, sau khi sống lại họ cũng đã được thay da đổi thịt. Bởi vì bọn họ nhờ độ kiếp mà sinh ra, lần thứ hai nhìn thấy Diệp Quân, Quân Vũ nở nụ cười, trên mặt nhóm người chân thánh Hạo Nhiên cũng là nụ cười vui vẻ. Cảm giác khi được sống lại, với bọn họ mà nói cứ tựa như một giấc mơ. Diệp Quân đi tới trước mặt mấy người, hẳn mỉm cười nói, lại gặp nhau rồi. Chân thánh Hạo Nhiên cười nói, phải cảm ơn ngươi, nhưng ngươi có hối hận không? Diệp Quân chớp mắt một cái, có một chút, ha hô nghe Diệp Quân nói thế. Mọi người đều nở nụ cười. Lúc này, Quân Vũ đột nhiên nói, tiếp theo có dự định gì không? Diệp Quân mỉm cười nói, khoảng thời gian tới muốn tĩnh lại, lắng đọng một chút. Quân Vũ ngẩng đầu nhìn vũ trụ mênh mông trên cao, ánh mắt sâu thẳm, không được, từ lâu trước, trong vũ trụ sâu xa đã có hơn một khí tức không tốt lành xuất hiện. Không tốt lành, nghe Quân Vũ nói vậy, mọi người đều nhíu mày lại. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vũ trụ xa xôi. Hắn cũng nhăn mi, hắn không ngờ những người kia lại đến nhanh như vậy. Hiện tại Ha đã không còn là đại đế, những cường giả kia chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Một người từng thành đế đồng nghĩa với việc hắn đã từng độc hưởng khí vận đại đạo trong đất trời, nhưng hiện tại hắn không còn là đại đế nữa. Đây là cơ duyên to lớn. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn phải thần phục người khác, nếu Diệp Quân vẫn là đại đế thì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Sẽ phải thu hồi dã tâm và tài năng của mình lại để phục tùng hẳn, nhưng bây giờ Diệp Quân đã không còn là đại đế, sao bọn họ có thể cam tâm thần phục hắn? Kẻ xưng bá thành thần, cũng chỉ là đồng loại với họ mà thôi. Vô số nền văn minh, vô số gia tộc, vô số cường giả đều đang bắt đầu mưu tính. Chuyện này với bọn họ mà nói coi như là cơ duyên cực lớn mà xưa nay chưa từng có. Quân Vũ đột nhiên nhìn về phía. Diệp Quân, cần thêm thời gian. Diệp Quân gật đầu, cần một chút, Quân Vũ nhìn hắn, chúng ta ở đây bảo vệ cho cậu. Diệp Quân mỉm cười, đang định nói chuyện thì Quân Vũ đã nói, có người muốn gặp cậu, đi theo ta. Nói rồi, gã dẫn Diệp Quân biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát, Quân Vũ đã dẫn Diệp Quân đến một bộ lạc, đứng trước một căn nhà lá, Diệp Quân gặp được một người đàn ông trung niên. Là chân thánh Sơ Thủy. Thấy ông ta, Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Bởi vì chân thánh Sơ Thủy đã chết từ rất lâu rồi. Sao y cũng được sống lại? Chẳng lẽ là bởi vì vào giây phút cuối cùng y đã tín ngưỡng hắn? Vậy mà cũng được sao? Diệp Quân mơ hồ. Chân thánh Sơ Thủy nhìn Diệp Quân đang nghỉ hoặc đầy mặt, khẽ mỉm cười, ngồi đi. Diệp Quân và Quân Vũ đi tới trước mặt y, ngồi xuống ghế gỗ. Chân thánh Sơ Thủy ngẩng đầu nhìn trời xanh trên cao, khẽ nói, thực sự cứ như một giấc mộng. Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, tiền bối. Chân thánh Sơ Thủy lắc đầu cười, đừng hỏi ta cũng không biết đâu.
Diệp Quân. Chân Thánh Sơ Thủy nhìn về phía Diệp Quân, cũng hơi ngạc nhiên, người cũng không biết à. Y biết là nhờ Diệp Quân tán đạo nên mình mới sống lại, nhưng sâu trong nội tâm y cũng thật sự không tin lắm Diệp Quân có năng lực hồi sinh mình. Bởi vì như vậy thì thật sự quá sức tưởng tượng. Quân Vũ cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, trong mắt mang theo nghỉ hoặc. Diệp Quân cười nói, cho dù thế nào đi nữa thì sống lại là chuyện rất tốt rồi, sau này tiền bối có dự định gì không? Chân Thánh Sơ Thủy ngẩng đầu nhìn trời cao rồi nói, ngươi cần thời gian đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Chân Thánh Sơ Thủy nhìn hắn, ta và nhóm Quân Vũ sẽ ở lại đây tranh thủ thêm thời gian cho ngươi, ngươi muốn làm gì thì mau chóng đi làm đi. Nơi này từng xuất hiện đại đế nên những tên bên ngoài kia hẳn cũng sẽ có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay đâu. Nhưng chẳng bao lâu nữa bọn chúng chắc chắn sẽ động thủ. Sức hấp dẫn như thế, không ai có thể chối từ đâu. Cho dù là y cũng có chút động tâm. Diệp Quân bây giờ đã từng thành đế, có thể nói toàn thân hắn đều là báu vật. Diệp Quân liếc mắt nhìn trời xanh sâu thẳm, cười nói, vậy thì đợi xem ai sẽ là người ra tay. Chân Thánh Sơ Thủy và Quân Vũ đều thấy tò mò, chẳng lẽ tên nhóc này có ai chống lưng cho. Lúc này Diệp Quân mới lấy thuyền Bỉ Ngạn ra, hắn đưa cho Chân Thánh Sơ Thủy, nhưng Chân Thánh Sơ Thủy chỉ lắc đầu, bây giờ nó là của ngươi. Diệp Quân đang định nói chuyện thì Chân Thánh Sơ Thủy đã cười bảo, vật ấy có linh, lúc nó theo ngươi đã không từ chối, vậy chứng minh là nó đã chấp nhận ngươi. Diệp Quân cười nói, vậy để nó chọn lại đi. Nói rồi, hắn buông tay ra. Thuyền Bỉ Ngạn khẽ rung lên, không chút do dự mà bay. Ngược trở về tay hẳn. Mẹ kiếp, người khác không biết thiên mệnh váy trắng, nhưng nó là lần đầu tiên thấy được người mạnh mẽ ngang tầm chủ nhân như vậy đấy, cái đùi này có thể ôm được. Hơn nữa đó cũng là cơ hội duy nhất nó có thể về nhà. Nhìn thấy thuyền Bỉ Ngạn trở lại tay Diệp Quân, Chân Thánh Sơ Thủy bật cười, nó vẫn chọn theo ngươi thôi. Diệp Quân liếc nhìn thuyền Bỉ Ngạn trong tay, cười nói, vậy ngươi theo ta đi. Nói rồi hẳn cất thuyền Bỉ Ngạn đi. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn trời sao xa xăm, ta muốn đến đế tộc một chuyến. Quân Vũ khẽ nhíu mày, lúc trước đế tộc đã biểu thị sẽ thần phục ngươi, nhưng hiện tại. Diệp Quân khẽ mỉm cười, cho bọn họ thêm một cơ hội vậy. Chân Thánh Sơ Thủy nói, chúng ta đi với ngươi. Diệp Quân chỉ lắc đầu, hai vị tiền bối cứ an dưỡng đi, các tiền bối càng mạnh thì ta cũng càng mạnh mài. Nói rồi. Hắn dứt khoát lấy tháp ra ra rồi biến mất tại chỗ. Quân Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh cao vợi, hai tay chậm rãi siết lại, sau khi sống lại một đời, gã phát hiện mình đã thay ra đổi thịt. Từng chết một lần, khiến cho tâm cảnh của y xảy ra thay đổi trời long đất lở. Đế cảnh, Quân Vũ hắn sao có thể không còn cơ hội cho được. Quân Vũ nhìn trời xanh, hai tay chắp sau lưng cũng từ từ siết lại. Bên ngoài. Diệp Quân đánh giá thuyền Bỉ Ngạn thu nhỏ ở trong tay, có hơi ngạc nhiên. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị đi đâu để tu luyện lại từ đầu? Tu luyện lại từ đầu. Diệp Quân hơi kinh ngạc, tu luyện cái gì? Tiểu Tháp nói như thể đương nhiên, tất nhiên là tu luyện cảnh giới. Tháp gia, ngươi nghĩ gì thế? Diệp Quân khẽ cười, đã không còn cảnh giới nữa rồi. Vậy tu luyện cảnh giới để làm gì nữa? Mẹ nó! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.